Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3711, Bạch Huyền sinh tính tiền. Đi vào bệ đá, đám người Hồng Vũ trưởng lão liền không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nuốt đan dược, khôi phục nhanh chóng thể lực tiêu hao. Đám người Hàn Kiếm Thu thì nhìn quanh một vòng, từng cái ánh mắt phức tạp. Mấy trăm năm trước, bọn họ tới qua nơi này, đã trải qua chiến đấu sống còn, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trương Huyền nói, Thông Thiên Kiều ở nơi nào, thần điện lại ở chỗ nào? Phía trên này trụi lủi, cái gì cũng không nhìn thấy, không có cái gì, Thông Thiên Kiều ở nơi nào? Thần điện lại nên như thế nào mới có thể đi qua? Thông Thiên Kiều, ngay ở phía trên, thời gian vừa đến, sẽ tự động xuất hiện, kết nối thần điện cùng Tiếp Thiên Thạch. Chỉ có người chưa tròn trăm tuổi mới có thể bước vào, trong đó có võ sĩ thần điện bảo vệ, muốn thông qua vô cùng khó khăn. Hàn Kiếm Thu chỉ lên trên. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vẫn không có cái gì. Thông Thiên Kiều không xuất hiện, là mãi mãi không cách nào đi vào thần điện, bởi vì căn bản là không cách nào thông qua bình chướng trên không. Lớp bình phong này là thần linh lưu lại, đừng nói tiên quân, coi như ngụy thần cũng không thể làm gì. Hàn Kiếm Thu lắc đầu, chập ngón tay làm kiếm, đâm lên trên một cái. Kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, từ ngón tay bắn ra, mang theo tiếng sấm nổ, cho người ta một loại cảm giác hồng lưu vọt tới, có điều mới lan tràn lên phía trên không đủ 10 mét đã tiêu tán. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Mọi người đều nhíu mày. Kiếm chiêu cường đại như thế, vậy mà bay lên trên không đến 10 mét, dựa vào bọn họ, muốn đi lên, chỉ sợ càng không thể. Dù áp lực của Tiếp Thiên Thạch rất lớn, nhưng toàn bộ đại lục không ít người có thể bay lên, rất nhiều tiên quân đỉnh phong, tuổi thọ đi đến cuối cùng, đều mong đợi có thể tới đây thay đổi vận mệnh, cuối cùng không có một người thành công, dần dà nơi này không có người tới. Khôi Hiểu trưởng lão lắc đầu. Biết rõ không có hy vọng, còn không bằng ở nhà, hảo hảo bồi tiếp người thân, để cho bọn họ tiễn mình đoạn đường cuối cùng. Trương Huyền lần nữa ngẩng đầu lên. Dù không nhìn thấy bình chướng thần linh lưu lại, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trên mang tới áp bức to lớn, đừng nói thực lực của hắn, coi như thật giống như đám người Hàn Kiếm Thu, đạt đến ngụy thần, cũng chưa chắc có thể thành công. Phía trên bình chướng cho hắn một loại cảm giác bất lực, giống như lúc trước chỉ có chân tiên, gặp ngụy thần, tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng sức. Đây là lực lượng của thần linh. Trong lòng tràn đầy rung động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khó trách thần điện có thể cao cao tại thượng, không người có thể chống đỡ, chỉ là lớp bình phong này, liền có thể để vô số người triệt để mất đi lòng tin. Thật không biết lúc trước tổ sư khai phái của Lăng Vân Kiếm Tông cùng Khổng Sư, là làm sao thông qua, hơn nữa tiến vào bên trong. Các ngươi có thể đi lên, thật đúng là vượt quá dự liệu của chúng ta. Trong lòng đang cảm xúc, liền nghe một tiếng cười lạnh vang lên, mọi người quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy Huyền Kính Môn Bạch Huyền Sinh Tông Chủ và Phiêu Miễu Tiên Tông Cốc Truy Vân từ phía dưới bay lên, sau lưng còn đi theo hai trung niên. Hẳn là thiên tài tham gia Thông Thiên Kiều lần này. Các ngươi có thể chống lại áp lực. Tần Nguyên trưởng lão cau mày. Bọn hắn cùng Tuấn Kiệt hai tông môn khác, thời điểm bay đến tám thành, lại không cách nào tiến lên, vẫn là tông chủ trước thời hạn đi vào bệ đá, để áp lực dừng lại hai cái hô hấp, mới xông lên được. Đối phương làm sao có thể dễ như trở bàn tay đi vào trước mặt. Đều là thiên tài, không đến mức chênh lệch lớn như vậy a. Đương nhiên, loại áp lực này, đối với thiên tài của chúng ta mà nói, không tính là gì. Bạch Huyền Sinh hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, âm thanh của Trương Huyền vang lên. Là khôi giáp trên người bọn họ. Đám người đồng loạt nhìn qua, quả nhiên thấy khôi giáp trên người hai Tuấn Kiệt lộ ra dị thường chói mắt. Mặt ngoài khôi giáp điêu khắc hoa văn đặc thù, có phần giống Tiếp Thiên Thạch. Chính là mặc thứ này, mới để cho bọn họ bay lên, không nhận áp lực ảnh hưởng chút nào. Thấy hắn vạch trần, sắc mặt Bạch Huyền Sinh tái xanh, cũng không phủ nhận, hừ một tiếng nói. Trương Huyền tông chủ quả nhiên tinh mắt. Trương Huyền từ chối cho ý kiến, nhìn sang hai thiên tài. Không hổ là cường giả Huyền Kính Môn, Phiêu Miễu Tiên Tông, tu vi tương xứng đám người Hồng Vũ trưởng lão, nhưng khí tức càng hung hiểm hơn, cho người ta một loại cảm giác phong mang. Võ sĩ thần điện. Trương Huyền cau mày. Loại cảm giác này, có phần giống võ sĩ thần điện, không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Bạch Huyền Sinh khẽ nói. Nhãn lực của Trương Tông Chủ đã tốt như vậy,
có thể nhìn ra đến cùng là ai ở Tiểu Kính Hải, cướp đi bảo vật của ta hay không. Thấy không muốn tìm đối phương phiền phức, đối phương vậy mà tìm bản thân, Trương Huyền xoay đầu lại. Lúc đó ngươi sắp bị Huyền Bối Quy chém giết, là ta cùng Khôi Hiểu trưởng lão cứu ngươi. N cứu mạng, cho chút thù lao cũng không tính là gì. Bạch Huyền Sinh híp mắt lại. Vị trước mắt này trở thành tứ tông tông chủ, hắn liền đoán được, sự tình trước đó khẳng định liên quan đến, vốn không có hy vọng sẽ nhận, dù sao ảnh hưởng uy nghiêm, không nghĩ tới không chỉ thừa nhận, còn nói quang minh chính đại như vậy. Đoạt đồ vật của ta, hùng hồn như vậy, còn có chút tôn nghiêm của cường giả hay không? Trương Huyền tông chủ, sáu đại tông môn từ trước tới nay trợ giúp lẫn nhau, như thể chân tay, ngươi cướp đoạt pháp bảo cùng chữ vật giới chỉ của Bạch tông chủ, phá hoại quy củ, sợ là rất dễ dàng dẫn tới tông môn mâu thuẫn, dẫn phát toàn bộ đại lục náo động. Cốc Truy Vân nói. Trương Huyền nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, đồ vật cướp đi, một cái không thiếu trả lại Bạch tông chủ, sau đó xin lỗi hắn. Cốc Truy Vân nói. Xin lỗi. Trương Huyền dừng lại một chút, gật đầu. Cũng được. Nói xong vẫy tay một cái. Vù vù. Huyền Bối Quy lập tức xuất hiện ở phía trước, bỗng nhiên lao đến. Đối phương liên hợp với Thông Thần Điện, vừa vặn không có lý do dò xét, nói như vậy tương đương với cho cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Bạch Huyền Sinh sững sờ. Vừa nói xin lỗi, trực tiếp ném Huyền Bối Quy ra, làm gì? Không có gì, muốn ta xin lỗi cũng được, chỉ cần ngươi không hô cứu mạng là được. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Lúc đó Huyền Bối Quy muốn giết đối phương, không phải mình ra tay, vị Bạch tông chủ này khẳng định đã sớm chết. Không tri ân báo đáp, lại còn muốn gây chuyện. Lần trước nếu không phải ta trúng kế, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của nó, có thể làm bị thương ta. Bạch Huyền Sinh cười lạnh, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên tiến lên đón Huyền Bối Quy. Lần trước nếu không phải phù du ở Tiểu Kính Hải, hắn làm sao có thể chịu thiệt. Bây giờ ở nơi này, không có đại dương mượn lực, thực lực của đối phương liền hạ thấp không ít, lại thắng không nổi thì quá mất mặt. Gầm thét một tiếng, cả người nhào tới. Sóng khí cuồng bạo, ở trên không trung khuấy động ra. Huyền Bối Quy cũng không hiển lộ bản thể, đường kính chỉ có hơn 2 mét, tốc độ càng thêm nhạy bén, cùng đối phương giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khôn vị ba bước, tấn công ly vị. Trương Huyền truyền âm. Đối phương là một tông chủ, thành tựu ngụy thần thời gian dài, dưới tình huống bình thường, Huyền Bối Quy muốn vượt qua quả thực không quá dễ dàng, có điều có Trương Huyền chỉ điểm, liền không giống với lúc trước. Không đến một phút đồng hồ, Bạch tông chủ liền sưng mặt sưng mũi, bị một mai rùa to lớn đè ở phía dưới, không ngừng va chạm, xương ngực đứt không biết mấy cây. Trương tông chủ, chẳng lẽ người thật muốn gây nên tông môn mâu thuẫn? Cốc Truy Vân cũng nhìn không được nữa, vội nói. Tông môn mâu thuẫn, không phải đã sớm có sao, còn cần ta dẫn. Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc ấy Bạch tông chủ bị Huyền Bối Quy đánh ngất xỉu, bây giờ còn chưa ngất, nói rõ cách tình huống lúc đó còn một đoạn. Yên tâm, đã cứu người còn muốn xin lỗi, lần này ta chắc chắn sẽ không ra tay, nếu như Bạch tông chủ không may bỏ mình, ta sẽ giao bảo vật, truyền thừa của hắn cho Huyền Kính Môn, hơn nữa đi mộ phần của hắn xin lỗi. Chắc chắn sẽ không từ chối. Nghe nói như thế, Bạch Huyền Sinh đã không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Người đã chết, xin lỗi, muốn cái này thì có ích lợi gì? Ngươi, Cốc Truy Vân sầm mặt lại. Ngươi có biết, chém giết tông chủ Huyền Kính Môn, Huyền Kính Môn muốn báo thù, sẽ dẫn tới tai nạn bao lớn hay không? Báo thù, yên tâm đi, một khi hắn chết, ta sẽ đi Huyền Kính Môn, kế thừa tông chủ vị. Vừa vặn lệnh bài tông chủ của hắn cũng ở trong tay ta, vì không sinh ra rối loạn, sẽ nói hắn truyền cho ta tông chủ vị. Trương Huyền cười nhạt. Chắc hẳn Cốc tông chủ sẽ không vạch trần a. Dù sao ngươi lòng dạ thiên hạ, không muốn đại lục dung chuyển. Tiểu Kính Hải, lấy đi chữ vật giới chỉ của đối phương, lệnh bài tông chủ Huyền Kính Môn ngay ở trong đó. Chỉ là một mực chẳng muốn luyện hóa mà thôi, nếu như kẻ trước mắt này chết, luyện hóa lệnh bài tông chủ. Nói cho những người khác là bản thân kế thừa vị trí của đối phương, hẳn không người nghi ngờ. Dù sao đã là tông chủ bốn đại tông môn, nhiều hơn một cái nữa cũng không có gì. Ngươi, không nghĩ tới vị trước mắt này ác như vậy, Cốc Truy Vân siết chặt nắm đấm, đang định xông qua cứu người, liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, Hàn Kiếm Thu cùng Khôi Hiểu, Tần Nguyên đi vào trước mặt, chặn lại đường đi. Cốc tông chủ còn xin lưu lại tại chỗ, đã muốn nói xin lỗi.
tự nhiên phải phù hợp tình huống lúc đó, nếu không cứu người cũng thành tội lỗi, ai còn dám làm. Cốc Truy Vân hít sâu một hơi, đành phải ngừng lại. Hắn cùng ba người trước mặt đều là ngụy thần cảnh, một khi giao thủ, đoán chừng sẽ nằm dưới đất giống như Bạch Huyền Sinh, bị đánh cha mẹ nhận không ra. Trương Tông Chủ cứu mạng, ta sai rồi, ta không để cho ngươi nói xin lỗi, những bảo vật kia cũng không cần, xem như ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Thấy Huyền Bối Quy, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết hắn, Bạch Huyền Sinh trọng thương không dám tiếp tục nói nhiều, vội vàng hô lên. Tình huống trước mắt, đối phương thật dám giết hắn, giả mạo thành tông chủ. Một khi thành công, đồ vật cũng sẽ không cần trả, nếu thực như thế, bản thân chết vô ích không nói, tông môn còn rơi vào tay người khác. Để cho ta cứu ngươi. Trương Huyền dừng lại một chút. Cũng không phải không thể, nhưng ta chỉ là tiên quân đỉnh phong, để cho ta đối chiến Huyền Bối Quy ngụy thần cảnh, rất khó khăn a. Không bằng như vậy, có bảo vật gì, đưa tặng một chút xem như thù lao, có lẽ ta sẽ liều tính mạng cứu người. Đưa tặng bảo vật, thù lao. Bạch Huyền Sinh ngẩn ngơ, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Người, thật có thể vô sỉ như vậy sao? Huyền Bối Quy này đã thành thú sủng của ngươi, chỉ cần ngươi để nó dừng tay là được, lại còn muốn hỏi ta muốn thù lao. Mấu chốt nhất là, ngươi để nó đánh ta a. Sớm biết tên này không cần tôn nghiêm như vậy, đồ vật cũng không dám đòi rồi. Hết chương 3711. Chương 3712. Thông Thiên Kiều xuất hiện. Hai phút sau, Trương Huyền thỏa mãn nhìn về phía Bạch Huyền Sinh nằm trên mặt đất. Bạch Tông Chủ, nếu như còn muốn từ chỗ ta lấy đồ vật về, xin trực tiếp mở miệng, không cần khách khí. Bạch Huyền Sinh không muốn cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi lại bị vơ vét ba vũ khí tiên quân đỉnh phong, đối phương mới để cho Huyền Bối Quy dừng tay. Lại muốn, chẳng phải táng ra bại sản. Vốn còn nghĩ, có thể mượn đại thế, trước cướp về pháp bảo ngụy thần cảnh bị đối phương lấy đi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, tổn thất ba binh khí không nói, bản thân còn bị trọng thương, suýt chút nữa chết ở tại chỗ. Bạch Tông Chủ, thấy Huyền Bối Quy bị lấy đi, lúc này Cốc Truy Vân mới đi tới trước mặt. Ta không sao. Nuốt vào đan dược, khôi phục một chút, Bạch Huyền Sinh cắn chặt răng, truyền âm qua. Trước hết để cho bọn họ đắc ý, Thông Thiên Kiều mở ra, dựa theo kế hoạch tiến hành. Đến lúc đó, có thời điểm hắn khóc. Cốc Truy Vân gật đầu. Nhìn biểu lộ của hai người ở trong mắt, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Vì sao Thông Thần Điện cho đối phương pháp bảo ngụy thần cảnh, muốn chấn tông chi bảo của đối phương mục đích đến cùng ở đâu, hiện tại còn nhìn không ra, nhưng hai vị này có liên hệ. Rõ ràng đã cùng bọn họ đã hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, đã không cách nào liên hợp, thậm chí vô cùng có khả năng biến thành kẻ địch. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cố ý dạy dỗ đối phương một hồi, vừa vặn có thể nhìn một chút còn có át chủ bài tại gì, còn có vũ khí ngụy thần cảnh khác hay không. Hiện tại xem ra, trừ xích sắt, hẳn là không. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời nổ tiếng vang thật to, tựa như lôi đình giáng lâm. Mọi người ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy trong thiên mạc đen kịt, một cây cầu lớn chậm rãi từ trong hư không lan tới. Thông Thiên Kiều mở ra. Vẻ mặt Hàn Kiếm Thu nghiêm túc. Trương Huyền nhìn lại, trong hư không xuất hiện cầu lớn, từ màn đêm đen kịt kéo dài tới, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, nhưng cho người ta một loại cảm giác băng lãnh, còn chưa tới trước mắt, cảm giác áp bách to lớn như muốn nghiền tiếp thiên thạch thành bột phấn. Mọi người đồng loạt lui về phía sau. Mấy hơi sau, cầu lớn cùng bệ đá kết hợp hoàn mỹ, bệ đá dường như bị kích hoạt, phù văn lấp lóe, không xuất hiện bất kỳ dị thường. Thông Thiên Kiều chỉ tồn tại một ngày, tông chủ, các ngươi nhanh lên đi. Thấy cầu cùng bệ đá hoàn mỹ kết nối, Hàn Kiếm Thu nói. Làm sao đi lên? Trương Huyền cau mày. Trên không xuất hiện cầu lớn, là dựng ở trên bệ đá, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, coi như thực lực như hắn, cũng leo không lên a hát. Đi lên liền biết. Cũng không giải thích, Hàn Kiếm Thu vẫy tay. Trương Huyền không hỏi thêm nữa, cùng đám người Hồng Vũ trưởng lão nhấc chân đi tới trước mặt cầu nối, hai vị thiên tài của Huyền Kính Môn, Phiêu Miễu Tiên Tông cũng theo sát ở phía sau. Hít sâu một hơi, bàn chân bước ra một bước. Thân thể không tự chủ được lảo đảo, trầm xuống phía dưới, ngay sau đó phát hiện cầu nối đã xuất hiện ở dưới chân, bản thân đứng ở trên cầu. Quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy đám người Hàn Kiếm Thu đứng trên bệ đá. Đã cùng bản thân vuông góc, mọi người tựa như treo ngược ở trên tảng đá, vô cùng kỳ dị. Trọng lực khác biệt. Trương Huyền sững sờ.
Loại tình huống này tương tự trái đất ở kiếp trước, người trên trái đất, cảm giác bản thân đứng thẳng, một bên khác rõ ràng phương hướng trái lại, đồng dạng sẽ không rớt xuống. Mặt cầu cùng tiếp thiên thạch hiện vuông góc 90 độ, lại có thể đứng vững, cảm giác giống như đứng trên đất bằng, không chỉ trọng lực khác biệt, vô cùng có khả năng đã bước vào một không gian khác. Mấy người khác cũng rơi vào mặt cầu, nhìn quanh một vòng, giống như hắn, tràn đầy giật mình. Biết thời gian không thể bị dở dang, dọc theo cầu nối đi thẳng về phía trước. Không biết dài đến đâu, không nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể nhìn thấy thông hướng chỗ sâu đen kịt. Dọc theo mặt cầu chậm rãi tiến lên, bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe được mọi người hô hấp, biết bất cứ lúc nào cũng sẽ có cường giả thần điện xuất hiện, mọi người đều tinh thần kéo căng, không dám có chút thả lỏng. Hô! Đi về phía trước không xa, trong màn đêm đen kịt, năm nhân ảnh đi tới. Người mặc khôi giáp võ sĩ thần điện, tất cả đều đạt đến tiên quân đỉnh phong. Chỉ có chiến thắng những võ sĩ này, mới có thể tiếp tục tiến lên, đạt được cơ hội đột phá ngụy thần. Thần sắc Hồng Vũ trưởng lão cứng lại, chân khí trong cơ thể khuấy động, mấy người khác đồng dạng híp mắt lại. Trước khi đến, bọn họ liền biết quy củ của Thông Thiên Kiều, 6 người vượt quan, sẽ xuất hiện 5 võ sĩ thần điện. Dựa theo trước kia tình huống, đều là 5 người xông lên, ngăn lại 5 người này, tranh thủ cơ hội cho một người trong đó. Tông chủ, chúng ta ngăn đối phương lại, người nghĩ biện pháp đi qua. Tiên lực hội tụ toàn thân, Hồng Vũ trưởng lão nói. Tông chủ, người đi trước. Hai người khác cũng gật đầu. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, bọn họ sớm đã phục vị này sát đất, biết chỉ có hắn, mới có thể dẫn dắt 4 đại tông môn đi càng xa. Các ngươi nhìn làm a, chúng ta đi trước. Đang giao lưu, hai vị thiên tài của Huyền Kính môn cùng Phiêu Miễu Tiên Tông cười nhạt một tiếng, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thời gian nháy mắt, liền đến trước 5 võ sĩ thần điện, vừa vặn vọt tới 2 vị võ sĩ trong đó. 3 vị võ sĩ khác cũng không vây công, mà tiếp tục canh giữ ở trên cầu, chờ đợi đám người Trương Huyền tới. Bành bành bành. Cả hai giao chiến, thiên tài của Huyền Kính môn cùng Phiêu Miễu Tiên Tông giống như đạt được công pháp hạn chế võ sĩ thần điện, mỗi một chiêu đều có thể liệu địch tiên cơ. 3 chiêu sau, 2 vị võ sĩ liên tục lui về phía sau mấy bước, tránh ra bên cạnh. Vèo. 2 người nhân cơ hội vọt lên phía trước. 2 vị võ sĩ tới đối chiến, vừa định đuổi theo, thanh âm của bọn hắn liền vang lên. Đằng sau còn có 4 cái. Đuổi chúng ta, bọn họ liền xông vào. Nghe nói như thế, 2 người nhìn không được dừng lại, lần nữa trở lại vị trí trước đó, nhìn về phía đám người Trương Huyền. 2 người này. Đám người Hồng Vũ trưởng lão không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, tất cả đều sầm mặt lại. Trước đó, là 6 người đối phó 5 cái, hiện tại đã biến thành 4 người đối phó 5 người. Sớm biết như vậy, nên cùng 2 người kia cùng một chỗ xông tới. Cùng bọn hắn chung một chỗ sẽ càng thêm bị động. Bọn họ đã sớm biết 5 võ sĩ thần điện tốt thiếu sót, một khi vô ý, rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Đối phương hiểu rõ thủ đoạn của võ sĩ thần điện, nhưng ngươi lại không biết, đồng thời xuất thủ, rất dễ dàng bị võ sĩ thần điện làm bị thương. Giống như võ sĩ thần điện thi triển ra một chiêu, vốn tấn công thiên tài Huyền Kính môn, kết quả hắn biết chiêu số đến tiếp sau, né tránh ra, Hồng Vũ trưởng lão lại không biết, rất dễ dàng trúng chiêu. Tất cả mọi người trải qua chiến đấu, biết loại tình huống này, đồng thời gật đầu, lại không giàu dĩ. Tông chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thiên tài vạn thú môn tràn đầy lo lắng nhìn lại. Bọn họ có thể xông tới, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Yên tâm, thi triển ra toàn bộ tu vi của các ngươi, võ sĩ thần điện cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian hắn ở thượng thương sẽ không quá dài. Một khi có thể đi vào thần giới, tuyệt không buông tha. Cho nên vị trí tông chủ tương lai, khẳng định vẫn phải lần nữa trả lại đến trong tay những người này. Muốn trở thành tông chủ, đầu tiên phải xác lập lòng tin vô địch, nếu như đối mặt võ sĩ thần điện, còn không có chiến đấu liền sợ hãi, về sau làm sao khống chế tông môn, đi hướng càng xa. Vâng, mọi người gật đầu, Hồng Vũ trưởng lão nhắm ngay một vị võ sĩ vào tới. Trưởng phong gào thét. Đủ loại võ kỹ thi triển ra, cả người chẳng những không bị thua, vậy mà trong thời gian ngắn còn chiếm thượng phong. Cái này, hai tiên quân đỉnh phong khác thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ. Hồng Vũ trưởng lão thi triển, đều là tông chủ trước đó dạy dỗ, hắn đã có thể chống lại, bản thân cũng chưa chắc thất bại. Nghĩ đến cái này, theo sát tới. Vừa mới bắt đầu còn có chút chúc chắc,
nhưng theo chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà càng thành thục. Tuy tông chủ chưa nói qua thiếu hụt của võ sĩ thần điện, nhưng đặc biệt giảng giải kỹ xảo trong chiến đấu, cùng với chiến đấu thế nào mới có thể chiếm thượng phong, dường như vừa vặn khắc chế đối phương. Ba người càng ngày càng kinh ngạc. Mấy ngày nay tu luyện, tông chủ chỉ truyền thụ thế nào chiến đấu, hơn nữa nghĩ biện pháp tăng cường tiên lực, cũng không nói qua làm sao đối phó võ sĩ thần điện, lúc này tới chiến đấu, toàn bộ thi triển ra, vậy mà trôi chảy không nói ra được. Nguyên bản võ sĩ thần điện không cách nào chiến thắng, giờ phút này giống như cùng mình luận bàn, không còn sợ hãi như trước kia. Nguyên lai mấy ngày ngắn ngủi, tiến bộ nhiều như vậy. Ba người đồng thời giật mình. Đổi lại trước đó, bọn họ gặp được võ sĩ thần điện, khả năng không tới ba chiêu sẽ bị chém giết tại chỗ, mà bây giờ có thể áp chế đối phương không cách nào đánh trả, tiến bộ lớn khó có thể tin. Một mực dốc lòng tu luyện, còn không phát hiện được, giờ phút này tiến hành chiến đấu, cảm nhận được thân thể khống chế lực lượng, phán đoán võ kỹ, cùng với làm sao đánh trả, đâu còn không hiểu. Mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà bọn họ đều có biến hóa thoát thai hoán cốt. Là tông chủ. Trong mắt đều lộ ra vẻ cảm kích. Cho tới giờ khắc này, mới hiểu được tông chủ dụng tâm lương khổ. Thực lực của bọn họ bây giờ, vẫn không ngăn được tông chủ một chiêu, nói cách khác, người sau muốn đánh giết mấy vị võ sĩ thần điện này, căn bản không cần tiêu phí quá nhiều công phu. Rõ ràng có thể bản thân chiến thắng, nhưng phải hao phí tinh lực huấn luyện nhóm người mình, hơn nữa để cho bọn họ tự ra tay, rõ ràng là muốn cho bọn họ thu hoạch được trưởng thành càng lớn. Chỉ có trải qua chém giết, thành tựu ngụy thần, mới có thể càng thêm cường đại. Thừa thế xông lên, đánh bại bọn hắn a. Biết những cái này, ba người lòng tin đại tăng, không còn bất kỳ cố kỵ nào, từng người thi triển ra tuyệt chiêu. Bành bành bành. Ba tiếng kêu rên, ba võ sĩ thần điện đồng loạt lui về phía sau. Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả đều ngã trên mặt đất, cắt đứt hô hấp. Hô. Đánh giết xong ba võ sĩ thần điện, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, từng người nhìn nhau, đồng loạt nhìn hai võ sĩ còn lại, lại thấy hai người bọn họ đã sớm chết, tông chủ đang đứng ở cách đó không xa, mang theo cười nhạt. Tông chủ ra tay muộn hơn bọn hắn, lại còn lấy tốc độ nhanh hơn giải quyết đối phương. Thậm chí bọn họ cũng không thấy, đến cùng là xuất thủ như thế nào. Thật ra thì không chỉ bọn họ, hai võ sĩ nằm trên mặt đất đã bị giết, trước khi chết cũng rất đau buồn. Bọn họ cũng không biết, làm sao lại nằm ở trên mặt đất, liền chết như thế. Hết chương 3712. Chương 3713. Chém giết ngụy thần. Đi thôi. Xử lý xong năm vị võ sĩ thần điện chặn đường, mọi người tiếp tục đi đến phía trước. Vừa rồi xông tới hai người, đã mất đi tung tích, thông thiên kiều quá dài, vắt ngang ở trong trời đêm, không nhìn thấy phần cuối. Dọc theo mặt cầu đi về phía trước, rất mau đến một chỗ nhô lên. Là đồ vật bộ dáng bình đài, xuất hiện ở một bên mặt cầu, tựa như một quan cảnh đài không lớn. Vị thiên tài kia của huyền kính môn đang ngồi trong đó. Một cỗ lực lượng đặc thù khuấy động ở trên sân khấu, lỗ chân lông toàn thân người này mở rộng, cấp tốc hấp thu, lực lượng trong cơ thể liên tục tăng lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Hắn đang trùng kích ngụy thần cảnh. Hồng Vũ trưởng lão nói, căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, đi qua năm vị võ sĩ thần điện. Trên cầu sẽ xuất hiện một ít địa phương có thể đột phá, chỉ cần tiên quân đỉnh phong tiến vào, liền có tỷ lệ thành công rất lớn. Đây chính là loại địa phương kia, mà vị thiên tài này đang thử nghiệm đột phá ngụy thần. Đi thôi, nơi này bị hắn chiếm, đi phía trước nhìn một chút có viên đài khác hay không. Trương Huyền xua tay. Tuy hai người kia không tính quá hữu nghị, nhưng có thể đột phá ngụy thần, xem như cơ duyên từng người, không cần thiết ngăn cản. Các đời tông chủ của sáu đại tông môn có thể ở đây đột phá, loại địa phương này hẳn còn không ít, không có khả năng chỉ có một cái. Nếu không vị kia của Phiêu Miễu Tiên Tông, khẳng định cũng sẽ ở lại chỗ này, mà không phải không thấy tung tích. Mọi người gật đầu, theo sát ở sau lưng, vừa định tiếp tục tiến lên, cách đó không xa khí tức bắn ra, thiên tài huyền kính môn hô khẽ một tiếng, tiên lực trong cơ thể nổ tung lên. Ầm ầm, khí tức cường đại xông thẳng lên trời, tựa như kinh lôi. Hắn đột phá. Mọi người đồng thời chấn động, vội vàng nhìn sang, ngay sau đó nhìn thấy trung niên ngồi tại nguyên chỗ, tựa như thay đổi bản chất sinh mệnh, từng đạo tiên lực dọc theo bên ngoài thân dạo chơi bốn phía, tựa như giao long, yên tĩnh huyền phù ở trên sân khấu, hình như trọng lực đối với hắn mất đi tác dụng. Hô!
lực lượng toàn thân bị hấp thu vào huyệt đạo, trung niên mở mắt. Quang mang chói mắt từ trong hai con ngươi bắn ra, chiếu rọi tứ phương. Các ngươi có thể đi tới nơi này, xem ra đã thắng được mấy vị võ sĩ thần điện kia, chẳng qua may mắn cũng kết thúc, đừng đi về phía trước. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bạo tăng, trung niên tràn đầy hưng phấn, nhìn thấy đám người Trương Huyền, vậy mà không có bị võ sĩ thần điện đánh giết, lộ ra một tia kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Vèo. Sau một khắc, ngăn ở trước mặt mọi người. Trương Huyền cau mày. Các ngươi có thể đi qua cửa ải võ sĩ thần điện, chứng minh có cơ hội trở thành cường giả ngụy thần cảnh. Nếu như các ngươi đều thành công, huyền kính môn ta cùng phiêu miễu tiên tông ưu thế ở đâu? Trung niên cười lạnh. Bọn họ không tiếc hợp tác với thông thần điện, chính là vì có thể nhiều ra cường giả ngụy thần cảnh, tiếu ngạo thiên hạ, nếu như đối phương cũng thành công, chẳng phải tương đương làm công vô dụng. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Trương Huyền nói. Sớm biết hai tông môn này không có hảo tâm, không nghĩ tới lại muốn làm ra sự tình vạch mặt như vậy. Trung niên nói. Các ngươi chết, người khác xem ra là chết ở trong tay võ sĩ thần điện, không quan hệ gì tới huyền kính môn chúng ta. Mỗi lần sông thông thiên kiều, đều sẽ chết không ít, mấy vị này, coi như chết thật, cũng sẽ không để người nghi ngờ. Dù sao hàng năm có thể sông qua được, cũng chỉ một cái mà thôi. Người xác định có thể giết chúng ta như vậy. Thấy đối phương giết người đã thành kết cục đã định, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn qua. Ta biết ngươi thuần phục tiên thú ngụy thần cảnh, chẳng qua. Ngươi thử một chút, trên thông thiên kiều có thể triệu hoán ra hay không? Khóe miệng trung niên nâng lên. Thời điểm thần linh xây dựng thông thiên kiều, nếu như không cân nhắc đến loại tình huống này, có thể dẫn loại tiên thú cấp bậc này tới mà nói, chẳng phải võ sĩ thần điện cũng không đủ giết. Trương Huyền nhíu mày, tinh thần khẽ động, câu thông túi thú sủng, quả nhiên phát hiện túi bị lực lượng đặc thù phong ấn, thú sủng ngụy thần cảnh không cách nào tế ra. Chẳng qua không đến loại cảnh giới này, có thể tùy ý triệu hoán. Chỉ là thông thiên kiều không rộng. Tiên thú mỗi một cái đều hình thể to lớn, triệu hoán ra, không những không thể hỗ trợ, làm không cẩn thận sẽ còn ngăn cản tấn công, được không bù mất. Xem ra giống như đối phương nói, thần linh xây dựng thông thiên kiều, đã sớm liệu đến điểm ấy, cho dù là vạn thú môn cũng không thể mưu lợi. Ta có thể thuần phục huyền bối quy, tự nhiên có thủ đoạn thắng được chúng nó, ngươi một cái vừa mới đột phá ngụy thần, liền muốn giết ta, có phải cả nghĩ quá rồi hay không? Trương Huyền lắc đầu nói. Tuy không thể sử dụng bốn đại tiên thú ngụy thần cảnh, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không phải một gia hỏa vừa mới đột phá ngụy thần có thể chống lại. Nếu như thêm ta thì sao? Lời còn chưa dứt, lại một thanh âm vang lên, thiên tài của phiêu miễu tiên tông cũng xuất hiện ở phía trước. Giống như đệ tử huyền kính môn, cũng đạt đến ngụy thần cảnh. Hai ngụy thần, đồng thời phóng thích khí tức chặn lại đường đi, nhất thời cho người ta một loại áp lực nồng đậm. Vẻ mặt đám người Hồng Vũ trưởng lão đều trở nên hết sức khó coi. Một vị ngụy thần, bọn họ tin tưởng tông chủ có thể thắng được, nhưng hai vị. Thật sự khó mà nói. Huống chi hai người này ở toàn bộ đại lục đều được tính là thiên tài, coi như vừa mới đột phá, thực lực cũng không thể khinh thường. Đều là sáu đại tông môn, ra tay với chúng ta, chẳng lẽ không sợ dẫn tới đại lục náo động? Trương Huyền nói. Yên tâm đi, sau khi các ngươi chết. Huyền kính môn cùng phiêu miễu tiên tông chúng ta sẽ quản lý bốn đại tông môn của các ngươi, về sau cái gọi là trục tinh cung, lăng vân kiếm các, vạn thú môn, thất tinh lâu. Đều sẽ không còn tồn tại. Trung niên huyền kính môn hừ một tiếng, vung tay lên nói. Động thủ đi. Tiếng nói kết thúc, bàn chân bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước Trương Huyền, năm ngón tay mở ra, một chưởng vỗ rơi. Vị trung niên này lực lượng như núi, vừa mới tấn cấp ngụy thần cảnh. Tu vi tự nhiên tăng cao, đám người Hồng Vũ trưởng lão muốn hỗ trợ, nhưng cảm thấy thân thể tựa như bị giam cầm, động một cái cũng không làm được. Đây là ngụy thần. Trong lòng trầm xuống. Trước đó tuy tiếp xúc qua ngụy thần, lại không giao thủ, không biết đến cùng mạnh bao nhiêu, giờ phút này đối phương thi triển lực lượng mới hiểu được, chênh lệch không thể so sánh. Đối phương thật hạ sát thủ, ba người bọn họ liên thủ, cũng kiên trì không được ba chiêu. Tông chủ. Vội vàng nhìn lại tông chủ, muốn nhìn một chút làm sao mới có thể cứu hắn, ngay sau đó thấy được một màn để cho bọn họ cả đời khó quên. Cách đó không xa, tông chủ rơi vào trưởng phong của đối phương, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp xuyên qua bàn tay của đối phương. Phốc, phốc, liên tục hai chiêu,
vị cường giả vừa mới đột phá ngụy thần, đầu liền rơi trên mặt đất, cho đến chết cũng không dám tin tưởng là thật. Hảo hảo sống không tốt sao, nhất định muốn tự tìm cái chết làm gì? Trương Huyền lắc đầu than thở. Dù chỉ hắn là tiên quân đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu chân chính, ngụy thần bình thường không phải là đối thủ. Đối mặt ngụy thần của thần điện, có lẽ còn tiêu phí một ít công phu, một tiểu gia hỏa vừa mới đột phá liền muốn giết hắn. Nằm mơ. Ngươi. Nhìn thấy đồng bạn một chiêu liền bị chém đầu, thiên tài Phiêu Miễu Tiên Tông giật nảy mình, thân thể chuyển một cái, trực tiếp chạy trốn. Thực lực của hắn không mạnh hơn cái trước chút nào, đối phương đã có thể một kiếm chém giết đối phương, khẳng định cũng có thể giết chết bản thân. Nhận được mệnh lệnh, nếu như Trương Huyền có thể đi qua võ sĩ thần điện khảo hạch, liền ra tay chém giết hắn, vốn cho rằng là nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới vị này, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng kia. Tiên quân cảnh, tiện tay chém giết ngụy thần, không có chút nào đình trệ. Coi như so với tông chủ của bọn họ, cũng chỉ mạnh không yếu. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Vừa rồi hỏi nhiều như vậy, chính là xác định các ngươi có phải thật muốn giết ta hay không, đã xác định, hiện tại chạy trốn, còn làm sao kịp? Trương Huyền lắc đầu, bàn tay lắc một cái. Ông! Trường kiếm phá không mà ra, chớp mắt liền đến sau lưng đối phương. Phốc! Từ hậu tâm cắm vào, trong nháy mắt, vị trung niên vừa mới tấn thăng kia cắt đứt hô hấp, té ngã trên đất, thi thể tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt cầu. Từ đột phá đến tử vong, hai người ngay cả 3 phút cũng không có kiên trì đến. Chỉ sợ là ngụy thần tuổi thọ ngắn nhất đại lục A. Hết chương 3713. Chương 3714. Đi vào thần điện. Thu lại thi thể hai ngụy thần, Trương Huyền mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Đi không xa, một võ sĩ thần điện tu vi tiên quân cảnh đỉnh phong xuất hiện, sau khi chém giết, nhìn thấy một cái bình đài xuất hiện ở phía trước. Đây là cơ hội đột phá ngụy thần, người đi qua. Cũng không tiến lên, Trương Huyền chỉ một vị tiên quân đỉnh phong nói. Đa tạ tông chủ. Vị thiên tài này cảm kích gật đầu, tiến vào bên trong, chuyên tâm tu luyện, quả nhiên cảm thấy lực lượng trong cơ thể, tựa như đun sôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, lại tìm được hai cái đài. Trước mỗi cái đài đều có võ sĩ thần điện bảo vệ, đổi lại những người khác. Khẳng định không có cách nào, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, cực kỳ đơn giản. Chém giết võ sĩ canh gác, an bài hai người Hồng Vũ trưởng lão đi vào, Trương Huyền tiếp tục đi tới. Lần nữa thấy được một đài tròn, thân thể run rẩy, ngồi xuống. Ngưng thần tĩnh tức, lập tức cảm nhận được bốn phía dập dờn một cỗ lực lượng đặc thù, cùng trước đó ở di khí đại lục hấp thu linh khí hoàn toàn khác biệt. Tiên quân đỉnh phong, ở dưới cỗ khí tức này dục già dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Đáng tiếc, công pháp ta đột phá ngụy thần còn không có cân nhắc ra. Tu luyện một hồi, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu. Đạo ý niệm kia một mực ở trong Xuân Thu Đại Điển cân nhắc, nhưng đến bây giờ không có thành công. Hiện tại loại tình huống này, cưỡng ép xung kích mà nói, là có cơ hội thành tựu ngụy thần, nhưng không có công pháp thích hợp, ngược lại sẽ lưu lại tai họa ngầm, được không bù mất. Hô! Bàn tay vồ một cái, khí tức trên sân khấu bị thu vào một cái bình ngọc. Cất vào chữ vật giới chỉ. Đi vào đài tròn, hắn cũng rõ ràng, đột phá ngụy thần dựa vào là loại linh khí đặc thù này, thứ này giống như ban đầu ở danh sư đại lục có cổ thánh chi khí, một khi thôi diễn ra công pháp, liền có thể tùy thời tùy chỗ đột phá. Rời đài tròn, tiếp tục đi về phía trước. Trong thông đạo, loại đài tròn này dường như không ít, chỉ chốc lát lại tìm được một cái, xử lý sạch võ sĩ canh gác, Trương Huyền dừng lại một chút, một phân thân giống nhau như đúc chui vào. Một lát sau, phân thân đột phá đến ngụy thần cảnh. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, giao long, cửu đầu hỏa phượng, đều thành công đột phá. Tiếp tục như vậy, một ngày khẳng định không đến được thần điện. Tất cả thú sủng phân thân bên người đều đạt đến ngụy thần, tất cả trường kiếm tiên quân đỉnh phong cũng đặt ở trong loại khí tức này ôn dưỡng, có cơ hội trở thành pháp bảo ngụy thần cảnh, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía trước. Thông Thiên Kiều vẫn đắm chìm ở trong hắc ám, không biết bao xa. Không nhìn thấy phần cuối. Cầu này chỉ mở ra một ngày, tiếp tục như vậy, khẳng định không đến được thần điện, cái gọi là cướp đoạt chữ thần, cũng đã thành nói suông. Những bệ đá này, số lượng là nhất định, một khi thành công cướp đoạt chữ thần, một tông môn sẽ giống như thông thần điện, có thể sinh ra vô số ngụy thần, thậm chí rèn đúc ra vũ khí ngụy thần cảnh. Chân chính liên tục không ngừng, không cần lại bị quản chế ở đối phương. Chỉ bất quá,
Thần điện vẫn muốn giết hắn, vây công rất nhiều lần cũng không có thành công, thật muốn đi qua, có thể gặp phải mai phục hay không? Thông Thiên Kiều trăm năm mới có thể mở ra một lần, có lẽ thần điện nắm giữ cơ hội đi vào thần giới, bất luận nguy hiểm như thế nào, cũng phải đi qua nhìn một chút. Dừng lại một chút, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một lát sau xuất hiện lần nữa, đã đổi một bộ trường sam màu xanh, bay về phía trước. Không có Thông Thiên Kiều, cho dù đột phá ngụy thần, cũng không có khả năng tìm tới thần điện, đánh mất cơ hội này, cần đợi thêm trăm năm. Thời gian lâu như vậy, còn không bằng hiện tại mạo hiểm. Phía trước lại không còn đài tròn, xem ra thứ này cũng có số lượng. Những vật này, hai cái trước nhất không có võ sĩ bảo vệ, phía sau cơ bản đều có, nói cách khác, thần điện ngầm thừa nhận để trong 6 đại tông môn có 2 người đột phá, phía sau, trừ Khổng sư cùng sư tổ Lăng Vân kiếm các, hầu như không có người có thể đi tới, chớ nói chi là sử dụng. Trăm năm một lần, mỗi lần phần lớn 6 đại tông môn đều chỉ đột phá một người, mấy ngàn năm thời gian, cũng chỉ gom góp tích lũy mười mấy cái mà thôi. Thu sạch linh khí trong sân khấu, một thanh trường kiếm xuất hiện ở dưới chân, thôi thúc kiếm ý trong cơ thể, tốc độ Trương Huyền đột nhiên tăng tốc. Để tất cả thú sủng đột phá, cùng với thu thập linh khí trong sân khấu, đã lãng phí 3 canh giờ, không nhanh hơn, đi vào thần điện gần như không có khả năng. Thần chi kiếm ý tràn ngập, tốc độ của Trương Huyền đã vượt qua cường giả ngụy thần cảnh. Chẳng qua cầu nối này thực sự quá dài. Liên tục phi hành 3 canh giờ, không biết bao xa. Vậy mà vẫn không thấy phần cuối. Một ngày đánh cái qua lại, hơn nữa xông vào thần điện. Làm sao có thể làm được? Đi vào Thông Thiên Kiều đã 6 canh giờ, chọn nửa ngày, thế mà còn không nhìn thấy phần cuối, chẳng lẽ lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản đến không được. Căn cứ trước đó ghi chép, một khi Thông Thiên Kiều biến mất, không quay lại tiếp thiên thạch, rất có thể sẽ rơi vào không gian nghiền nát, cuối cùng sinh tử không biết, cường giả ngụy thần cũng rất khó sống sót. Qua nửa ngày, còn có một nửa thời gian. Lại bay một canh giờ. Dừng lại một chút, Trương Huyền nghiến răng. Trước đó 3 canh giờ, không có toàn lực tiến lên, căn cứ tính toán, giờ phút này trở về, 4 canh giờ liền có thể trở lại tiếp thiên thạch. Nói cách khác, lại bay một canh giờ nhìn một chút, nếu như vẫn không cách nào đến thần điện, cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Tiên lực trong cơ thể vận chuyển, dùng hết toàn lực, tăng thêm tốc độ hướng về phía trước. Sau nửa canh giờ, mặt cầu không nhìn thấy phần cuối xuất hiện biến hóa, trong hư không, một đại điện đen kịt chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt. Thật ra, lúc trước Khổng sư cùng tổ sư khai phái của Lăng Vân kiếm các, có thể tiến vào bên trong, tu vi so với ta hiện tại đều chỉ mạnh không yếu. Nhìn thấy thần điện, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm xúc. Tuy hắn là tiên quân đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính so với ngụy thần bình thường chỉ mạnh không yếu, lại phối hợp thần chi kiếm ý. Huyền bối quy, muốn đuổi theo cũng khó khăn, loại tốc độ này, vậy mà liên tục phi hành hơn 6 canh giờ mới nhìn thấy. Chiều dài của Thông Thiên Kiều quả nhiên đáng sợ. Đám người Khổng sư có thể thành công tiến vào bên trong, khẳng định cũng là thông qua cầu nối dài như vậy, tốc độ nhanh chóng, so với bản thân chỉ mạnh không yếu. Cung điện to lớn, lơ lửng giữa không trung, lại như khảm nạm trong đêm tối, lại phi hành đại khái một phút, Trương Huyền mới đi đến trước mặt. Kẹt kẹt. Dường như cảm thụ có sinh mệnh đến, cửa chính cung điện chậm chạp mở ra. Thân thể run rẩy, Trương Huyền đi vào. Mới vừa vào cửa, cửa đại điện chậm rãi đóng lại, cung điện nguyên bản đen như mực, vô số bó đuốc trong nháy mắt thiêu đốt lên, chiếu sáng bốn phía. Hô hô hô, xung quanh lóe ra 10 thân ảnh, mỗi một cái khí tức trầm ổn, nhìn không ra sâu cạn. Đều là cường giả ngụy thần cảnh. Không hổ là thần điện, ngoại giới khó gặp ngụy thần. Ở đây vậy mà xuất hiện 2 chữ số. Biết rõ thần điện vây quét ngươi, lại còn dám đến nơi này, Trương Huyền, ngươi thật can đảm. Ở trên vương tọa, hỏa diễm thiêu đốt, một thân ảnh đen kịt cao lớn bất ngờ xuất hiện, đứng ở trên hỏa diễm, tựa như từ trong lửa đi ra, áo dài che khuất dung nhan, thấy không rõ diện mạo, âm thanh băng lãnh, không mang theo tình cảm mảy may. Di khí đại lục, thiên tài vô số, ta chỉ kỳ lạ là, vì sao theo đuổi không bỏ ta? Chẳng lẽ bởi vì ta lĩnh ngộ thần chi kiếm ý? Loại tình huống này, Trương Huyền đã sớm đoán được, cũng không căng thẳng mà nhíu mày. Từ khi đi tới Thượng Thương, hắn một mực rất biết điều, kết quả vẫn gặp phải thần điện liên tục 3 lần vây công, thực sự không rõ ràng được, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thần chi kiếm ý, bóng người hừ lạnh, chỉ bằng thứ này, còn không đáng thần điện ra tay. Vậy vì cái gì? Trương Huyền cau mày.
Bóng người nói. Ngươi chắc là từ danh sư đại lục tới. Ngươi biết danh sư đại lục. Lông mày Trương Huyền dương lên. Ta muốn sống. Cũng không giải thích, bóng người vung tay lên. Rầm. 10 vị ngụy thần cảnh lập tức vây quanh. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Đã dám đến thần điện, liền biết khẳng định có nguy hiểm, Trương Huyền lùi lại, bàn tay lắc một cái. Hô, hô. Trước đó ở Thông Thiên Kiều thu vào 2 thi thể ngụy thần bất ngờ xuất hiện. Chỉ thoáng cái liền nổ tung lên. Trên đường tới, hắn đã phân ra tinh thần, luyện hóa 2 thi thể thành vô hồn kim nhân. Hừ, lực lượng bùng nổ, còn không có triệt để lan ra, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó trong thần điện quang mang lấp lánh, sau một khắc, lực lượng khuấy động ra liền bị giam cầm thành một đoàn, sau đó tiêu tán tại nguyên chỗ. Trương Huyền sầm mặt lại. Vốn cho rằng 2 ngụy thần đồng thời tự bạo, chí ít có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian, không nghĩ tới trận pháp phòng ngự của thần điện quá mạnh, chỉ thoáng cái liền hóa giải lực lượng. Trốn. Bàn tay lắc một cái, đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền nhẹ nhàng vạch một cái, thần chi kiếm ý tản mát ra, chém về phía môn hộ của thần điện. Đồng thường kiếm vốn chỉ kém ngụy thần cảnh một bước, trên đường mượn linh khí thành công đột phá, phối hợp thần chi kiếm ý, uy lực cực mạnh. Cường giả ngụy thần cảnh phổ thông, ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Đinh đinh đinh. Kiếm khí rơi vào trên cánh cửa, phát ra âm thanh sắt thép giao kích, thậm chí ngay cả một bạch ấn cũng không lưu lại. Chẳng lẽ đại môn này cũng là pháp bảo ngụy thần cảnh? Trương Huyền tràn đầy khó tin. Ngụy thần cảnh đồng thường kiếm, phối hợp thần chi kiếm ý, cường giả như Hàn Kiếm Thu cũng không dám gánh kỳ phong. Cái đại môn này bị một đòn, không chút tổn hại nào, dấu vết cũng không lưu lại. Cấp bậc cao không dám tưởng tượng. Đừng vùng vẫy vô vị. Dường như đã sớm biết hắn sẽ như vậy, cường giả ngụy thần cảnh vây chung quanh đồng thời cười một tiếng, đồng loạt ra tay. Một tấm lưới lớn do tiên lực tạo thành, từ trên trời giáng xuống, thời gian nháy mắt, tất cả đường lui của Trương Huyền đều bị đóng kín. Vỡ. Kiếm khí từ mũi kiếm tuôn ra, Trương Huyền vọt tới. Hô. Kiếm khí không có chút ngăn cản nào, phảng phất như lưới lớn không tồn tại. Trương Huyền chỉ cảm thấy trên người siết chặt, bị trói chặt chẽ vững vàng, tiên lực trong cơ thể giống như bị giam cầm, lại không cách nào động đậy. Hết chương 3714. Chương 3715, Thiên Đạo Thư Viện tiết lộ. Giam cầm tu vi của hắn. Thấy bị lưới lớn bao phủ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong đó một vị ngụy thần cảnh đi tới trước mặt, ngón tay điểm tới Trương Huyền. Một khi bị đánh trúng, tu vi toàn thân sẽ bị phong tỏa, lại không cách nào vận dụng. Đến hay lắm. Trương Huyền hô khẽ. 3 thanh trường kiếm không biết từ đâu bắn ra, diễn hóa kiếm pháp ảo diệu, trong nháy mắt từ giữa lưng đâm vào, nhẹ nhàng vạch một cái, người sau bị chém thành 2 nửa. Một kiếm chém giết đối phương, lưới lớn mất đi một tiết điểm lực lượng, tương đương với trận pháp thiếu một trận kỳ, lập tức xuất hiện dung chuyển. Còn lại 9 vị cường giả ngụy thần cảnh vội vàng quản thâu lực lượng, tính toán ổn định. Động tác của bọn hắn nhanh, nhưng Trương Huyền càng nhanh. Giống như cá bơi bỗng nhiên vọt tới, lập tức từ trong mắt lưới vọt ra, người trên không trung liên tục điểm vài cái. Trường kiếm trong tay hóa thành mưa kiếm đầy trời, đâm nhanh về phía một vị ngụy thần trong đó. Đều là ngụy thần cảnh, có mạnh có yếu, thông qua lực lượng của lưới lớn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, vị này chính là yếu nhất trong 9 người còn lại. Đặt mình vào nguy hiểm, dẫn dụ ngụy thần thứ nhất mắc lừa, đi tới trước mặt, đánh lén giết đối phương. Sau đó thừa dịp trận pháp hợp kích xuất hiện sơ hở, đánh lén một vị yếu nhất. Chiến đấu thế nào, ở trước khi Trương Huyền ra tay cũng đã tính toán ổn thỏa. Không phải đã sớm chuẩn bị, làm sao có khả năng bất chấp nguy hiểm đi tới nơi này. Phốc, 4 thanh trường kiếm phối hợp thần chi kiếm ý, mang theo khí tức làm cho không người nào có thể chống lại, ngụy thần cảnh yếu nhất chớp mắt liền bị đâm xuyên lồng ngực, ngay sau đó cổ họng tê dần, đầu lâu rớt xuống. Không nghĩ tới. Một cái nháy mắt, bị một tiên quân liên tục chém giết 2 đồng bạn, còn lại 8 vị ngụy thần cảnh tức sắp nổ tung. Thủ lĩnh ở bên cạnh, nhiều người như vậy vây công, còn tổn thương to lớn, quá xấu hổ. Rầm rầm rầm, 8 thủ trưởng đập xuống, không gian trong đại điện giống như bị đóng băng, sền sệt không cách nào động đậy, Trương Huyền gào lên một tiếng, muốn tế ra đám thú huyền bối quy, lại phát hiện nơi này giống như thông thiên kiều, túi thú sủng mở không ra. Trên đầu gân xanh kéo căng, đồng thường kiếm múa động, cùng thời khắc đó, một sợi dây xích xuất hiện ở phía trước, phối hợp một cây trường mâu, bỗng nhiên đâm tới trường ấn.
Ba vũ khí ngụy thần cảnh liên hợp cùng một chỗ, không gian xuất hiện vết rách đen kịt, như tảng đá rơi vào hồ nước, sóng nước khuấy động ra, không gian giam cầm bị giải phong. Đi xuống đi. Hắn dùng hết toàn lực bổ ra không gian, lúc này mới phát hiện, một vị cường giả ngụy thần cảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ. Bành! Không kịp né tránh, đành phải tập trung lực lượng trong cơ thể tới ngực. Nhưng trường lực của đối phương quá mạnh, chỉ thoáng cái, xương sườn gãy mất hai ba cái, cả người từ không trung rơi xuống. Hai ba ngụy thần, thậm chí bốn năm cái, hắn cũng có thể ứng đối, nhưng 10 vị ngụy thần, hơn nữa đều là võ sĩ thần điện, cho dù chân khí tinh thuần, lý giải chiến đấu đạt đến cảnh giới cực kỳ cao minh, cũng chống lại không được. Rơi xuống đất, khóe miệng Trương Huyền tràn ra máu tươi, muốn tiếp tục phản kháng, liền thấy một xích sắt bao phủ xuống, trói hắn bền chắc. Vũ khí ngụy thần cảnh. Cảm nhận được xích sắt càng bao phủ càng chặt, thực lực bây giờ, căn bản không tránh thoát, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Cái xích sắt này giống như cái trước đó hắn luyện hóa, đã đạt đến ngụy thần, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể tránh thoát. 10 người vây công, còn để ngươi giết hai cái, khó trách trước đó ta phái ra nhiều người như vậy, đều bị ngươi giết chết, không hổ là thiên tuyển giả, có thực lực vượt qua người thường. Thân ảnh kia thản nhiên nhìn xem, cũng không có bởi vì vừa rồi bị chém giết hai thuộc hạ, mà cảm thấy đau lòng hoặc tức giận. Thiên tuyển giả, biết không thể chạy trốn, Trương Huyền không giãy giụa nữa, mà lặng lẽ vận chuyển chân khí khôi phục thương thế trong cơ thể, đồng thời nhíu mày. Không tệ, ngươi hẳn là thân có thiên đạo a. Thân ảnh thản nhiên nói. Thân thể Trương Huyền cứng đờ. Sự tình hắn nắm giữ thiên đạo thư viện, chỉ có Lạc Nhược Hy biết, những người khác tất cả đều không biết rõ tình hình. Vị trước mắt này có thể nói ra, chẳng lẽ thủ lĩnh thần điện đáng sợ như vậy? Hay thư viện không ẩn giấu được thần linh? Vừa lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, thần điện liền đến vây công, trước đó một mực cân nhắc có phải đối phương sợ bản thân trưởng thành, tới cướp đoạt chữ thần hay không, hiện tại xem ra, đối phương kiêng kỵ không phải cái này. Mạnh hơn lại có thể thế nào? Tùy tiện hơn 10 vị ngụy thần, coi như lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, khẳng định cũng không lấy được chỗ tốt. Huống chi linh khí để cho người ta đột phá đến ngụy thần, thần điện nắm giữ rất nhiều, cướp đi cũng không tính là gì, chân chính để cho bọn họ động thủ, chỉ sợ chính là thư viện. Cho nên người tới vây giết mình, yêu cầu bắt người sống. Có phải kỳ quái, vì sao ta biết ngươi có thiên đạo hay không? Thấy biểu lộ của hắn, thân ảnh kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương Huyền cũng không trả lời, mà lạnh lùng nhìn qua. Thiên tuyển giả, mới có loại thiên phú này, đi tới di khí đại lục, chưa tới một tháng liền từ cổ thánh tấn cấp đến tiên quân đỉnh phong, ngụy thần phổ thông cũng không thể chiến thắng. Thân ảnh cũng không để ý, tự mình nói. Mới có loại mị lực này, để bốn đại tông môn xác lập ngươi là tông chủ, thả ra thành kiến môn hộ, liên hợp cùng một chỗ. Không biết ta nói đúng hay không? Trương Huyền híp mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Thân ảnh nói. Có ít thứ, ngươi không có tư cách thu hoạch được, lưu ở trên người, sẽ chỉ mang đến tai họa, nên cho người xứng đáng a. Nói xong hắn vẫy tay một cái. Phần phật, ngụy thần bốn phía đồng thời ra tay. Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ lao qua, bản thân bao vây ở bên trong, thân thể không tự chủ được lơ lửng, hướng một bên bay đi. Bay không xa, rơi vào trên thềm đá, phía trước là đài tròn không lớn. Trương Huyền sầm mặt lại. Đây là tế đàn trục tinh cung, ngươi bắt Đỗ cung chủ. Thứ này, hắn ở trong tay Giang Giao nhìn thấy qua. Chính là tế đàn của trục tinh cung, bị Đỗ Thanh Diên cung chủ mang đi, Đỗ cung chủ biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới làm tông chủ, giờ phút này tế đàn xuất hiện, chẳng lẽ Đỗ cung chủ bị đối phương bắt? Tế tự, chẳng muốn trả lời, bóng người quát khẽ một tiếng, vô số bảo vật rơi vào trên tế đàn, ngay sau đó một cô gái bất ngờ xuất hiện ở trong đại điện, trong miệng ca tụng ngôn ngữ đặc thù. Trương Huyền nhìn lại nữ tử, chính là vị lúc trước thần dung hoàng triệu hoán, trục tinh cung tiền nhiệm cung chủ, Đỗ Thanh Diên. Lúc này Đỗ Thanh Diên dường như không còn ý thức của mình, hai mắt nhắm nghiền. Tế tự sử dụng ngôn ngữ từ trong miệng chảy ra, không có chút tình cảm nào. Hừng hực, kèm theo ngôn ngữ, hỏa diễm trên tế đàn không ngừng thiêu đốt, trên thần điện, một lỗ đen thật lớn chậm chạp xuất hiện, tựa như câu thông thế giới cao hơn, quỷ dị khó lường. Lên, Đỗ Thanh Diên hô khẽ, Trương Huyền bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn. Hỏa diễm chui vào trong cơ thể, vốn cho rằng sẽ bị thiêu đốt, lại phát hiện không có chút nhiệt lượng nào, ngược lại có cảm giác ấm áp.
hình như muốn cho linh hồn cùng thân thể hắn tách ra. Muốn làm gì? Trương Huyền cau mày. Tuy hắn nhìn qua tất cả thư tịch trong Trục Tinh Cung, cũng biết rất nhiều về dị linh tộc tế tự, nhưng phương thức tế tự trước mắt chưa hề tiếp xúc qua, thậm chí nghe cũng không có nghe qua. Bình thường tế tự là bảo vật, tế tự thần linh, sau đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn hoặc tin tức, mà trước mắt rõ ràng không phải. Dường như coi hắn là tế phẩm, tiến hành mục đích không thể cho ai biết. Xì xì xì. Hỏa diễm ở trên người không ngừng thiêu đốt, Trương Huyền đang nghi ngờ, chỉ thấy cách đó không xa, vị thủ lĩnh thần điện nguyên bản hình bóng phai mờ, dần dần trở nên ngưng thực. Đây là rút ra lực lượng của ta. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch mục đích đối phương tế tự. Cũng không phải tế tự thần linh, cũng không phải thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, mà là muốn lực lượng của mình, rút ra đến trên người đối phương, triệt để thay thế bản thân. Chẳng lẽ hắn biết ta nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện, muốn thay thế tính mạng của ta? Trương Huyền híp mắt lại. Khó trách tên này cần tế đàn của Trục Tinh Cung, không tiếc cứng rắn cướp, xem ra là muốn mượn tế tự sinh ra lực lượng huyền diệu, thay thế bản thân, khống chế Thiên Đạo Thư Viện. Mặc dù không biết nguyên lý của loại tế tự này là cái gì, nhưng cảm nhận được khí lực trong cơ thể không ngừng suy yếu, nói cách khác, đối phương vô cùng có khả năng thành công. Ông, ngay thời điểm Trương Huyền cảm thấy thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt thành khói xanh biến mất, dây chuyền đột nhiên lóe ra hào quang chói sáng. Phốc, thân ảnh kia sắc mặt trắng nhợt, ngọn lửa dưới chân sáng tối chập chờn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Thân ảnh sầm mặt lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, bàn tay lăng không chảo một cái, đi tới trước Trương Huyền, bóp dây chuyền ở trong lòng bàn tay. Xì xì xì. A hát. Tựa như bị lửa than thiêu đốt, trên người thân ảnh toát ra từng đạo khói đen. Đáng ghét. Lần nữa chộp tới mặt dây chuyền. Liên tục mấy lần, đều tựa như bị tổn thương, để hắn không dám tiếp tục nữa. Ta không tin giết ngươi, còn trao đổi không được. Thấy hỏa diễm trên tế đàn sắp thiêu đốt đến phần cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, còn không quyết định, lần tế tự này sẽ thất bại, thân ảnh tức giận hừ lạnh. Hô hô, tám vị cường giả ngụy thần cảnh nhận được mệnh lệnh, đồng thời ra tay. Trong nháy mắt, lực lượng tám người tập trung ở cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo kiếm khí mạnh mẽ, thẳng tắp đâm tới cổ họng của Trương Huyền. Một khi bị đâm trúng, không cần nghĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Đúng lúc này, cửa chính thần điện bị một cỗ cự lực xung kích, trong nháy mắt mở ra, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong điện, ngón tay điểm tới. Bành! Tám cường giả ngụy thần hội tụ thành kiếm khí lập tức tiêu tán, sắc mặt tám người trắng nhợt, máu tươi phun mạnh. Là ngươi! Thân ảnh nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện kia, bỗng nhiên đánh xuống một trường. Bóng người nghênh đón tiếp lấy. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, hai người đồng thời lui về sau một bước. Bóng người xông tới híp mắt lại, lăng không chào một cái, Trương Huyền trên tế đàn bị một cỗ lực lượng bao phủ, đưa đến trước mặt của hắn. Đi! Bóng người vỗ một cái, trường ấn to lớn khuấy động ở trong thần điện, chặn lại tất cả ngụy thần cảnh vọt tới, mà bản thân hắn thì nhẹ nhàng run rẩy, mang theo Trương Huyền xông ra ngoài, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trên thông thiên kiều, không thấy tung tích. Đuổi theo! Sau lưng vang lên âm thanh gào thét. Hết chương 3715. Chương 3716. Khổng sư Trương Huyền gặp nhau. Tiếng gió gào thét bên tai, Trương Huyền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo, phong cảnh trước đó quen thuộc, mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng chấn động, Trương Huyền híp mắt lại. Người này mang theo một người, vậy mà tốc độ so với hắn còn nhanh hơn gấp bội. Coi như ngụy thần đứng đầu nhất, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn là thần linh? Trước đó, ngụy thần ở hải vực Trục Tinh đảo bị hắn ép tự bạo, hẳn đạt đến đỉnh phong nhất, nhưng so sánh với vị này, kém không biết bao nhiêu. Đang nghi ngờ, bên tai vang lên thanh âm của đối phương. Ta còn không có đến thần linh, sở hữu tốc độ nhanh, là bởi vì Phiêu Miễu Ngoa. Nói chuyện chính là người cứu hắn. Phiêu Miễu Ngoa. Trương Huyền cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên chân đối phương, một đôi giày kim sắc, không ngừng tỏa ra lực lượng đặc thù. Để một bước kéo dài mấy chục cây số, tựa như thuấn di. Chấn tông chi bảo của Phiêu Miễu Tiên Tông, chẳng lẽ ngươi là... Nghĩ đến một người, thân thể Trương Huyền cứng đờ. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho thư viện không thể nhìn thấu. Quay đầu trò chuyện tiếp, Thông Thiên Kiều đã sớm thu hồi, không
không nhanh chút, vô cùng có khả năng hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Bóng người cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Sớm thu về. Trương Huyền cúi đầu, quả nhiên nhìn không đúng, cầu nối dưới chân chậm rãi lùi về thần điện, trong lòng chấn động, tràn đầy không hiểu. Thông Thiên Kiều, không phải xuất hiện một ngày ư, lúc này mới bao lâu liền thu hồi. Dựa theo quy luật trước kia, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện một ngày, cũng chính là 12 canh giờ. Hắn dùng không đến 7 canh giờ tiến vào thần điện, ở trong đó đợi chưa tới nửa canh giờ, làm sao sẽ trực tiếp lùi về. Chẳng lẽ Thông Thiên Kiều xuất hiện cùng biến mất, không phải cố định, mà là vị thần điện điện chủ kia có thể tùy ý thay đổi. Đã xuất hiện một ngày. Bóng người cười khổ. Tốc độ thời gian trôi qua ở thần điện, cùng ngoại giới khác biệt, có chênh lệch 10:1, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? 10:1. Vừa tiến vào thần điện, liền gặp cường giả ngụy thần cảnh mai phục, căn bản không có dò xét thời gian, sau đó bị bắt lại đưa lên tế đàn. Cẩn thận nhớ lại. Dường như tốc độ thời gian trôi qua của thần điện cùng ngoại giới, quả thực có chút không giống. 10:1. Giống như thượng thương cùng danh sư đại lục. Nghe nói thời gian ở thần giới cùng di khí đại lục, cũng là 10:1. Thần điện cùng nó tương đồng. Bóng người nói. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu. Hắn ở thần điện chiến đấu, tế tự, đợi tiếp cận nửa canh giờ, thời gian lưu tốc 10:1, còn kém không nhiều tiếp cận 5 canh giờ. Tính như vậy, Thông Thiên Kiều mở một ngày quả thực sắp tới. Tốt, tiên lực hộ thể, ta tiến hành xuyên qua không gian. Thấy hắn hiểu được, bóng người không nói thêm lời, cười nhạt một tiếng, bàn chân bỗng nhiên bước ra. Tốc độ cả người lập tức đạt đến cực hạn, không gian trước mắt trở nên kỳ quái. Tê lạp, không gian vỡ ra, Trương Huyền chỉ cảm thấy áp lực cực lớn, từ bốn phía nghiền ép tới, sắp ép hắn thành mảnh vỡ. Răng rắc. Thân thể bị lách vào thành bánh thịt, tinh thần khẽ động, vội vàng khôi phục lại. Hô! Áp lực biến mất, Trương Huyền thở hổn hển, lúc này mới phát hiện, đã rời Thông Thiên Kiều, xuất hiện ở một cung điện khổng lồ. Đây là nơi nào? Đứng thẳng người, Trương Huyền nghi ngờ. Hắn có thể thấy được, tuy nơi này vẫn ở Thượng Thương, nhưng không ở bất kỳ chỗ nào của di khí đại lục, phảng phất như nhảy ra đại lục cùng Hải Dương, ở trong một không gian gấp. Đây là tổng bộ Thông Thần Điện. Bóng người cười cười, xoay người lại. Lúc này Trương Huyền mới nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, cùng vị kia ở danh sư đại lục, tất cả danh sư đường cung phụng giống nhau như đúc, thân hình cao lớn, ba chòm râu, ánh mắt mang theo trách trời thương dân. Hậu bối Trương Huyền, bái kiến khổng sư. Trong lòng chấn động, Trương Huyền hành lễ. Trước đó cũng đã đoán được, tận mắt nhìn đến dung mạo cùng khí tức, mới xác nhận xuống. Không phải người khác. Chính là vạn thế chi sư sáng lập danh sư đường, dựa vào sức một người, đuổi dị linh tộc đi cứu vô số nhân tộc. Gặp qua nhiều lần linh hồn ấn ký, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng càng thêm ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Đứng lên đi. Cười cười, khổng sư đưa tay đỡ hắn dậy, nhìn lại. Danh sư đường còn tốt không? Còn tốt, tất cả tuân theo quy định lúc trước khổng sư lưu lại. Lấy bảo vệ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Trương Huyền nói rõ tình huống danh sư đường một lần. Khổng sư vuốt râu. Nhân loại chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chống lại những chủng tộc khác, sừng sững ở đỉnh thế giới. Ta sáng lập danh sư đường, ý nghĩa là vì người người như rồng, hiện tại xem ra, cũng không khiến ta thất vọng. Người người như rồng, thực sự quá khó khăn. Nhưng danh sư đường, truyền đạo giải thích nghi hoặc, hữu giáo vô loại, chỉ cần tồn tại. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nhân tộc sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đúng vậy, hiện tại dị linh tộc cũng đã ngoan ngoãn trở lại cổ chiến trường, nếu không ra. Trương Huyền nói tình huống dị linh tộc một lần. Nghe hắn nói xong, khổng sư mỉm cười nhìn qua. Người có phát hiện, người trục tinh đảo, cùng dị linh tộc giống nhau y hệt hay không? Có. Trương Huyền cũng không phủ nhận. Điểm ấy, vừa tới trục tinh cung liền phát hiện. Khổng sư nói. Thật ra thì, dị linh tộc cùng người trục tinh đảo, đồng căn đồng nguyên, đều là bị thần linh vứt bỏ. Bị thần linh vứt bỏ. Trương Huyền nhíu mày. Đám người Lăng Vân kiếm các không phải nói, bọn họ là bị vứt bỏ thần linh ư. Năm đại tông môn quản lý tu luyện giả, đều nói mình là bị thần linh vứt bỏ, người trục tinh đảo là thổ dân, làm sao đến trong miệng khổng sư, người trục tinh đảo mới như vậy. Khổng sư cười nói.
năm đại tông môn chỉ là tìm cho mình cái xuất thân tốt mà thôi. Nếu như bọn họ là thần linh vứt bỏ, vì sao chỉ có Trục Tinh Cung có thể thông qua tế tự, câu thông thần giới, mà bọn họ làm không được? Cái này, Trương Huyền sững sờ. Trước đó thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, vừa nói như vậy, quả thực có đạo lý. Nếu như năm đại tông môn là bị thần linh vứt bỏ, vì sao bọn họ không cách nào câu thông thần giới, ngược lại Trục Tinh Cung bị bọn họ gọi là thổ dân có thể làm được? Khổng sư lắc đầu nói. Người người đều hy vọng bản thân có xuất thân tốt, dân ra, giả liền truyền thành thật, thật cũng truyền thành giả, thật thật giả giả, ai có thể phân biệt rõ ràng. Trương Huyền lặng im. Ai được thiên hạ, đều sẽ tuyên dương một phen, vương quyền thần trao, đủ loại thần thoại kỳ quái đồn thổi, để hiển lộ rõ ràng bản thân là chân mệnh thiên tử. Di khí đại lục cũng như vậy. Năm đại tông môn khoe khoang bản thân là thần linh vứt bỏ, thời gian lâu dài, hậu nhân đều tin tưởng. Ngược lại chân chính bị thần linh vứt bỏ, biến thành thổ dân trong miệng bọn họ. Nếu là thần linh, tại sao lại có sát lục chi khí mạnh như vậy? Trương Huyền hiểu được, không giàu dĩ ở vấn đề này, mà nghi ngờ hỏi. Ai là chính chủ, đối với hắn mà nói không có gì cần xoắn suýt, dù sao hắn đều không thuộc về hai bên, chỉ là khách qua đường thượng thương mà thôi. Có lẽ liên quan đến thần giới, không phải là chúng ta có thể thảo luận. Khổng sư lắc đầu. Vâng. Trương Huyền lại không hỏi thăm, lần nữa nhìn qua. Ta còn có chuyện không hiểu, hy vọng khổng sư có thể giúp đỡ giải đáp nghi vấn. Mời nói. Khổng sư ngươi, đi tới thượng thương đã mấy ngàn năm, chẳng lẽ một mực không có phá vỡ không gian, đi vào thần giới? Đây là địa phương hắn nghi ngờ nhất. Thiên phú và năng lực của khổng sư, so với hắn còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mình tới chưa tới một tháng, liền cách ngụy thần chỉ kém một bước. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, vị vạn thế chi sư trước mắt này, làm sao có thể còn một mực ở lại chỗ này, không cách nào rời đi. Thần giới, không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Hơn nữa, lúc trước ta lẻ loi một mình xông vào thần điện, cùng thần linh giao thủ, mặc dù từ thông thần điện đoạt được chữ thần, nhưng cũng bị trọng thương, ngủ say đến trước đây không lâu mới thanh tỉnh lại. Dừng một chút, khổng sư dường như không nguyện ý nói nhiều chuyện lúc trước. Nếu như không tiện nói tỉ mỉ, ta liền không hỏi. Trương Huyền tiếp tục nói. Khổng sư, trước đó ngươi cho ta một lệnh bài có thể ở thông thần điện mua sắm bất kỳ đồ vật gì, vì sao ta vừa sử dụng, liền gặp phải cường giả thần điện vây giết. Đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng của hắn. Nếu như không hỏi rõ ràng, cho dù vị trước mắt này là khổng sư hắn bội phục, cũng khẳng định không thể thản nhiên tin tưởng. Nói đến chuyện này, là ta sơ sẩy. Trên mặt khổng sư lộ ra ý xin lỗi. Thời gian ta ngủ say quá lâu, thông thần điện vận chuyển mấy ngàn năm, đã sớm bị thần điện thẩm thấu, không ít người quy thuận thần điện, nhưng mặt ngoài là không thể nhận ra. Lúc trước đưa cho ngươi lệnh bài, là một thuộc hạ ta tín nhiệm luyện chế thành, không nghĩ tới hắn đã sớm là người của thần điện. Sau khi biết chuyện này, ta đã xử tử hắn. Những ngày này, một mực dò xét nội gian trong thông thần điện, cho nên mới không có đi qua tìm ngươi, nếu không biết ngươi từ danh sư đại lục tới, khẳng định đã sớm đi qua. Trương Huyền hiểu được. Xem ra giống như trước đó suy đoán, đối phương cũng là mơ mơ màng màng. Người bây giờ thân kiêm bốn đại tông môn tông chủ, chắc hẳn cũng biết sự tình ta mượn dùng bảo vật của Huyền Kính môn cùng Phiêu Miễu Tiên Tông. Khổng sư nói. Trương Huyền gật đầu. Ta mượn dùng những bảo vật này, có tính toán của mình, muốn loại bỏ thần điện thống trị. Cũng không phải vì tư dục, giống như ta hiện tại mang Phiêu Miễu Ngoa, nếu không phải nó, muốn cứu ngươi từ thần điện ra. Khẳng định không làm được. Chấn tông chi bảo của sáu đại tông môn, dù ngay cả ngụy thần cảnh cũng không đạt tới, nhưng ẩn chứa vô số ý niệm, uy lực không tầm thường. Khổng sư giải thích. Trương Huyền giật mình. Náo loạn nửa ngày, tất cả đều là hiểu lầm. Khổng sư vẫn là khổng sư, vạn thế chi sư. Ngươi muốn biết, hẳn là đều biết, hiện tại ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Thấy hắn không hỏi thăm nữa, vẻ mặt khổng sư nghiêm túc nhìn lại, bàn tay vung vẩy. Trận pháp bốn phía vận chuyển, triệt để ngăn cách khí tức. Ngươi có biết, ngươi bây giờ đã đại họa lâm đầu, không còn sống bao lâu nữa hay không? Hết chương 3716. Chương 3717. Đệ nhất danh sách. Đại họa lâm đầu. Trương Huyền tràn đầy khó tin. Nhiều nhất là thần điện muốn giết hắn, làm sao lại đại họa lâm đầu? Không sai. Chắp hai tay sau lưng, trong mắt khổng sư chợt lóe sáng. Trong cơ thể ngươi, hẳn là nắm giữ một bộ phận thiên đạo A.
Ngươi! Trương Huyền chấn động. Thiên đạo thư viện là vật bí ẩn nhất của hắn, ngày hôm nay trước bị thủ lĩnh thần điện phát giác, giờ phút này lại bị khổng sư nói ra, phảng phất như cơ mật lớn nhất, triệt để hiện ra ở trước mắt người đời, để hắn nhịn không được mày nhăn lại. Ta làm sao biết được có đúng không? Thấy bộ dáng của hắn, khổng sư cười cười. Không cần khẩn trương, thật ra thì, ta giống như ngươi, cũng đã nhận được một bộ phận thiên đạo. Khổng sư, cũng đã nhận được thư viện. Con mắt Trương Huyền trợn tròn. Danh sư đại lục, thời điểm biết được cuộc đời của khổng sư, liền suy đoán qua, đối phương có phải cũng giống như mình, đạt được một thư viện khác, cho nên mới có thể tu luyện ra thiên đạo công pháp hoàn mỹ, tiến bộ so với mình còn muốn nhanh. Thư viện. Khổng sư sững sờ. Không phải, ta được năng lực thiên đạo thời không, còn gọi là thiên đạo trật tự. Thiên đạo trật tự. Vũ trụ vạn vật, thiên địa đại đạo, trời mọc trời lặn, trăng tròn thì khuyết. Chỉ cần có sinh mệnh. Nhất định phải có trật tự tồn tại, mà thời gian, không gian chính là trật tự căn bản nhất, cơ sở nhất. Khổng sư gật đầu. Sinh mệnh muốn sống sót, nhất định phải có không gian cùng thời gian, đây là pháp tắc thứ nhất tạo dựng toàn bộ thế giới. Khó trách khổng sư tạo ra pháp bảo Xuân Thu Đại Điển, ẩn chứa thời gian pháp tắc, lại có không gian pháp tắc, cho dù ở trong thư viện, cũng có thể hình thành vị trí tu luyện đặc thù, xem ra liên quan đến đối phương nói. Thiên đạo trật tự. Có thời gian cùng không gian, tất cả mới có thể trở nên ngay ngắn trật tự, tất cả mới có thể thuận theo tự nhiên phát triển, mà không xuất hiện hỗn loạn. Không có hai thứ này, nhiều nhất chỉ là hỗn độn mà thôi. Trước đó, thấy lực lượng huyết mạch của Khổng Thi Giao là một lời thành quy tắc, vạn pháp tới đi theo mình còn kỳ lạ, khổng sư lĩnh ngộ đến cùng là cái gì, nghe được giờ mới hiểu. Thì ra là thế. Có trật tự, mới sáng lập danh sư đường, loại địa phương chuẩn mực trật tự, truyền thụ trật tự này. Mới để cho toàn bộ nhân tộc tự động phát triển, vài vạn năm kiên trì, chủng tộc mạnh mẽ như dị linh tộc cũng khó mà vượt qua. Có trật tự, mới có quy củ, mới có thể tu luyện càng tốt. Thấy hắn hiểu được, khổng sư gật gật đầu, nghi ngờ nhìn qua. Người được thiên đạo, chẳng lẽ không phải tự động, mà là thư viện, cái thư viện gì? Mặc dù rõ ràng đối phương cũng giống như mình, nắm giữ một bộ phận thiên đạo, nhưng thiên đạo cuồn cuộn, bao la, cụ thể là bộ phận nào cũng không biết. À, ta hiểu rồi. Tuy nói là thư viện, nhưng nếu như đoán không sai, chắc là thiên đạo có thiếu. Trầm tư một chút, Trương Huyền gật đầu. Thời điểm kích hoạt thư viện, trong đầu liền xuất hiện qua âm thanh thiên đạo có thiếu. Bởi vì có loại năng lực này, thư viện mới có thể nhìn ra vạn vật thiếu hụt, hơn nữa tìm tới con đường chính xác, kèm theo hắn đi xa như vậy, một mực đi đến ngày hôm nay. Thiên đạo trật tự, thiên đạo có thiếu. Khổng sư giật mình. Thì ra là thế. Khổng sư vừa nói, ta đại họa lâm đầu, không còn sống lâu nữa. Chẳng lẽ liên quan đến thư viện? Trương Huyền nói. Không sai. Khổng sư gật đầu. Đạt được một bộ phận thiên đạo, là cơ duyên lớn lao, cũng là sự tình tu luyện giả khát vọng nhất. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, dùng lâu có thể sẽ bị thiên đạo xâm nhập, cuối cùng trở thành một bộ phận của thiên đạo. Trương Huyền sửng sốt. Loại chuyện này, còn chưa hề nghĩ tới. Chẳng qua, kèm theo thời gian tu luyện càng lâu, hắn thật phát hiện, đối với thư viện ỷ lại càng ngày càng mạnh, còn hiện tại, không có thiên đạo công pháp, cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Chẳng lẽ đây là bị thiên đạo xâm nhập? Thiên đạo, số mệnh, đều có nhân quả, có thể có được một bộ phận thiên đạo, cấp tốc tấn cấp tu vi, để thực lực bạo tăng, khẳng định cũng có chỗ tai hại. Nếu như không nhìn lầm, người tu luyện đều là thiên đạo công pháp. Khổng sư nhìn qua, ánh mắt nghiêm túc. Tu luyện tới tiên quân đỉnh phong, có phát hiện trong cơ thể một mực ẩn chứa một đoàn khí thể đen thui. Thiên hỏa, lôi đình, thậm chí tiên lực cũng không thể khu trừ. Trương Huyền sửng sốt một chút, gật đầu. Có, chẳng lẽ đây là ý niệm ngươi lưu lại danh sư đại lục, từng nói đồ vật này giấu ở trong thai độc. Lúc trước, sử dụng thiên hỏa thiêu đốt, giải quyết tiên thiên thai độc, nhưng trong cơ thể lưu lại một đoàn khí thể, bất kể nung như thế nào, cũng đuổi không xong. Vốn còn có chút lo lắng, nhưng tới nay không có xuất hiện bất kỳ thay đổi, cũng không có để thân thể xuất hiện biến cố, dần dà liền yên lòng, không tiếp tục để ý. Giờ phút này, khổng sư nhắc tới, nhất thời nghĩ lại. Dường như đạo ý niệm hắn lưu ở danh sư đại lục kia, từng đặc biệt nhắc nhở qua một câu, chỉ bất quá, cuối cùng không có nói tỉ mỉ mà thôi. Vẻ mặt khổng sư nghiêm túc nói. Không sai, người bây giờ nhìn một chút, đạo khí thể màu đen này.
cùng thời điểm vừa nhìn thấy, có gì khác biệt? Khác biệt. Tinh thần nội thị, Trương Huyền nhìn kỹ, một lát sau thân thể cứng đờ. Hình như, thể tích so với trước kia càng lớn hơn, hơn nữa không còn là màu đen, mà là tối tăm mờ mịt. Trước đó khí thể chỉ tầm một chỉ, quá mức bé nhỏ, nhìn cũng không quá cẩn thận, cho nên cảm giác là màu đen, hiện tại tăng lên tiếp cận gấp đôi, giống như tiểu xà, xoay quanh ở trong người, màu sắc cũng nhìn rõ ràng, màu sắc tối tăm mờ mịt. Đúng, chính là loại màu sắc này. Khổng sư gật đầu. Ngươi có thể phát giác chỗ khác biệt của nó không? Trương Huyền lắc đầu. Thứ này ở trong người tồn tại thời gian rất lâu, một mực không hiểu nổi cụ thể là cái gì. Tự nhiên không có phát giác khác biệt, dù sao đối với hắn tu luyện, cùng chân khí di động, không có chút ảnh hưởng nào, cũng không cảm giác được sẽ sinh ra tổn thương đối với thân thể. Người vận dụng năng lực, thiên đạo có thiếu, thử một chút. Nhất định phải tập trung tinh thần, chú ý đạo khí thể màu xám kia. Khổng sư nói, cái này, được. Trần chờ một chút, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn sang trận pháp khổng sư bố trí, đồng thời trong óc hô khẽ thiếu hụt. Hô! Thư viện chấn động, một quyển sách xuất hiện, ghi chép trận pháp thiếu sót. Tùy ý nhìn lướt qua, Trương Huyền không khỏi cảm xúc. Vị trước mắt này lý giải trận pháp quả nhiên mạnh mẽ, tiện tay sắp đặt, liền đạt đến cấp bậc thiên đạo, một chút thiếu hụt cũng không có, cho dù là mình bây giờ cũng không làm được. Thế nào, lại nhìn khí thể có biến hóa gì không? Khổng sư nói. Trương Huyền vội vàng nhìn sang khí thể, nhíu mày. Không biến hóa, không đúng. Hình như tăng thêm một tia, trở nên càng thêm cường đại. Khí thể màu xám trong tầm mắt, ở vừa rồi sử dụng thư viện, tăng lên một tia, dù nhỏ yếu hầu như không nhìn thấy, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có thể phát giác được không đúng. Không sai, chắc là tăng lên. Khổng sư gật đầu. Mỗi lần người vận dụng thiên đạo có thiếu một lần, sẽ sinh ra một tia khí lưu như vậy, để nó từ từ tăng thêm. Trương Huyền sửng sốt. Vì sao trước kia ta không phát giác? Nếu là như vậy, vì sao trước đó không có phát giác được? Tu Vi đi đến loại cảnh giới như hắn, đối với thân thể biến hóa rất nhỏ cũng như lòng bàn tay, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là có thể phát hiện. Khổng sư nói, võ đạo, vũ khí ở danh sư đại lục cực kỳ nhỏ yếu, cho dù sử dụng năng lực thiên đạo có thiếu, sinh ra khí thể màu xám cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nơi này khác biệt, kèm theo đồ vật cấp bậc càng ngày càng cao, sinh ra tác dụng phụ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trước đó không phát hiện được bình thường, nhưng một khi tiếp xúc đến ngụy thần, thậm chí đi vào thần giới, tác dụng phụ sẽ nổi bật ra. Giống như ngựa kéo xe chống không cảm thấy cái gì, sẽ không sinh ra quá nhiều tác dụng phụ, kèm theo xe càng nặng, thể lực tự nhiên tiêu hao càng nhanh. Bảo vật ở thượng thương, bất luận một cái nào cũng mạnh hơn danh sư đại lục, dùng thư viện giám định, tiêu phí lực lượng càng lớn, sinh ra khí thể màu xám tự nhiên cũng tăng lên. Cái này... Khí thể cầu xám kia, sẽ chí mạng. Trương Huyền run lên. Chí mạng thì cũng thôi. Khổng sư cười khổ lắc đầu. Sợ là sợ thứ này ở trong người càng tích tụ càng nhiều, hơn nữa không cách nào khu trừ, dần già sẽ thay thế ngươi, cuối cùng để ngươi biến thành một bộ phận thiên đạo, mất đi ý thức bản thân. Thân thể Trương Huyền cứng ngắc. Khí thể màu xám này đến cùng là cái gì, trước đó không thèm để ý thì cũng thôi, giờ phút này nghe khổng sư nói, thật là có khả năng. Cái đồ chơi này không cách nào khu trừ, kèm theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ ở trong cơ thể càng tích tụ càng nhiều, cuối cùng dẫn đến cả người hắn sẽ cùng thư viện dung hợp lại, cuối cùng biến thành thiên đạo không có tình cảm, không có ý thức. Thật muốn như vậy, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ, khổng sư ngươi? Vội vàng nhìn qua, vị trước mắt này, cũng giống như mình, nắm giữ một bộ phận thiên đạo, cũng chính là thiên đạo trật tự, đã như vậy, có thể cũng giống như hắn. Bị khí thể màu xám quấy nhiễu, không cách nào khu trừ hay không? Không sai, trước đó ta cũng giống như ngươi, không cách nào khu trừ, suýt chút nữa mất đi ý thức bản thân. May mà ta sớm phát hiện, thành công giải quyết. Khổng sư gật đầu. Giải quyết. Trương Huyền ôm quyền khom người. Còn xin khổng sư nói cho phương pháp giải quyết, nếu như có thể giải quyết tai họa ngầm này, Trương Huyền vô cùng cảm kích. Năng lực của thư viện là tốt, có thể để cho hắn tu luyện càng nhanh. Sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng nếu bởi vậy mất đi tính mạng mà nói, đánh chết cũng phải giải quyết. Xem ra trước khi giải quyết triệt để khí thể màu xám, trong thời gian ngắn là đừng có dùng thư viện. Rất đơn giản. Khổng sư nhìn qua. Chỉ nhìn ngươi có nguyện ý, cam lòng bỏ đi hay không?
chỉ cần có thể giải quyết tai họa ngầm, chuyện gì cũng nguyện ý. Trương Huyền gật đầu. Vậy là tốt rồi, nói trắng ra thì cũng không khó. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra khí thể màu xám, là bởi vì là nhân loại, nhưng tay nắm thiên đạo, vi phạm với quy tắc. Khổng sư híp mắt lại. Chỉ cần ngươi tách thứ này, cũng chính là thư viện trong miệng ngươi ra ngoài, tự nhiên không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hết chương 3717. Chương 3718. Khổng sư hắc hóa. Tách thư viện ra. Không sai, thiên đạo, không phải sức người có thể khống chế, không nghĩ biện pháp tách ra, để nó một mực tồn tại ở trong cơ thể, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khôi lỗi của đối phương. Khổng sư nói. Giống như người lĩnh ngộ rõ ràng là, thiên đạo có thiếu, vì sao tu luyện công pháp lại không có thiếu hụt? Cái này rất rõ ràng chính là thiếu hụt lớn nhất. Trương Huyền sửng sốt. Đúng vậy à. Rõ ràng thiên đạo có thiếu, thiên đạo cũng có thiếu hụt, vì sao hắn tu luyện công pháp, là không có thiếu hụt? Cái này hiển nhiên là vấn đề. Không đúng, hiện tại không thiếu sót, không có nghĩa là về sau không có thiếu sót, thế giới khác không thiếu sót. Trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra. Trước đó bởi vì cái này, hắn tẩu hỏa nhập ma qua một lần, là Lạc Nhược Hy cho dây chuyền cứu một mạng. Cái gọi là hoàn mỹ, chỉ hạn chế ở một thế giới mà thôi, tấn cấp đến thế giới càng cao, pháp tắc khác biệt, cái gọi là thiếu hụt, tự nhiên liền không giống với lúc trước. Cho nên hắn tu luyện công pháp hoàn mỹ, cũng không phải thật sự hoàn mỹ, chỉ là trong thế giới này, càng phù hợp thiên đạo hơn mà thôi. Cũng không nói ra những lời này, Trương Huyền hỏi. Chẳng lẽ, khổng sư ngươi, đã tách thiên đạo trật tự từ trong cơ thể ra? Không sai, ta đã bóc nó ra, giống như lúc trước bỏ qua thiên nhận danh sư, có bỏ mới có được, có bỏ qua, mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Ánh mắt khổng sư thản nhiên, lần nữa nhìn qua. Thế nào, lựa chọn ra sao, người hẳn rõ ràng. Trương Huyền lặng im. Lúc trước nếu như không bỏ qua thân phận thiên nhận danh sư, không có khả năng xung kích cổ thánh thành công, bước vào cảnh giới cao hơn, nắm giữ thực lực bây giờ. Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật? Chỉ có bỏ qua thư viện, mới có thể đi càng xa, không bị thiên đạo hạn chế. Trương Huyền hỏi. Thư viện cùng tinh thần núi liền một chỗ, làm sao mới có thể bỏ qua? Thiên đạo thư viện, cùng linh hồn hắn dung hợp lại với nhau, cho nên vu hồn cũng có thể vận dụng thư viện, điều tra thiếu hụt. Linh hồn là có thể chia cắt, nhưng thư viện vẫn tồn tại như cũ, làm sao bỏ qua? Ta từng bỏ qua, biết làm cái gì? Khổng sư cười cười. Nói đến khó khăn, trên thực tế cực kỳ đơn giản, cần thủ đoạn tế tự. Ngươi nói là, giống như thủ lĩnh thần điện kia, thủ đoạn giống nhau. Trương Huyền nói. Phải. Khổng sư gật đầu. Phương pháp này, là lúc trước ta sử dụng khi thoát ly thiên đạo trật tự, người thần điện chắc là biết, cho nên muốn từ trong tay ngươi, lấy đi thiên đạo có thiếu. Thiên đạo đã có sơ hở cùng thiếu hụt lớn như vậy, vì sao hắn còn cướp đoạt ta? Trương Huyền nói. Khổng sư mới nói, thiên đạo đặt ở trên người, cuối cùng sẽ cho người mất đi bản thân, biến thành một bộ phận trong đó, nhóm người mình thoát ly cũng không kịp. Vì sao thủ lĩnh thần điện tiêu phí đánh đổi như vậy cũng muốn lấy được? Không chiếm được, kiểu gì cũng sẽ cho rằng rất tốt, hơn nữa. Mỗi người theo đuổi khác biệt. Ngươi, ta, theo đuổi là thiên địa đại đạo chân chính, đi vào thần giới, trở thành một phương chúa tể, mà đối phương hy vọng chỉ làm tốt chủ nhân thần điện, ánh mắt khác biệt, lòng dạ cũng khác biệt. Khổng sư giải thích. Này ngược lại cũng phải. Trương Huyền gật đầu. Một người bố cục khác biệt. Về sau thành tựu khẳng định cũng khác biệt. Bố cục lớn, thành tựu sẽ càng lúc càng lớn, bố cục tiểu, cuối cùng sẽ chỉ nhận hạn chế bản thân, không có cách nào đi càng xa. Tách thiên đạo thư viện ra, cần tế đàn, nhưng bây giờ tế đàn ở trong tay thần điện. Ta sợ không dễ hoàn thành. Cảm xúc xong, Trương Huyền cau mày. Đã dùng phương pháp giống thủ lĩnh thần điện, liền cần dùng tế đàn trục tinh cung, cùng Đỗ Thanh Diên cung chủ tới tiến hành tế tự. Giờ phút này hai loại đều bị thần điện khống chế, cái gọi là thoát ly, trong thời gian ngắn hẳn không làm được. Cái này ngươi không cần lo lắng, nhìn một chút đây là cái gì? Khổng sư nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay lắc một cái. Trong đại điện, lập tức xuất hiện một tế đàn, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Ngươi lấy tế đàn ra. Trương Huyền tràn đầy khó tin. Đối phương một chiêu chặn lại 8 vị ngụy thần tấn công, cứu bản thân không nói. Lại còn thuận tiện lấy tế đàn đi. Phần thực lực này, quả thực khủng bố. Chỉ có tế đàn còn không được,
không có Đỗ Cung Chủ tế tự là không làm được. Phương pháp tế tự của Đỗ Cung Chủ, lúc đầu ta từng đặc biệt học qua, thậm chí so với nàng còn muốn trôi chảy. Khổng sư cười nói. Vậy được, hiện tại bắt đầu. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, một đống bảo vật rơi vào trên tế đàn, trải qua ngôn ngữ tế tự tối nghĩa, giống như thần điện, một đám lửa bất ngờ sinh ra. Đi qua đi. Làm xong những cái này, Khổng sư nói. Trương Huyền gật đầu, thẳng tắp bay về phía tế đàn, mới bay không bao xa, âm thanh Khổng sư vang lên. Trước không vội, người cho ta dây chuyền trước ngực. Mặt dây chuyền. Trương Huyền dừng lại. Vừa rồi thời điểm thần điện tế tự, ta thấy được, dây chuyền của ngươi có chút kỳ quái, ngăn lại thư viện, không cho nó rời đi thân thể của ngươi, ta trước giúp ngươi bảo vệ, đợi ngươi thoát ly thư viện, lại trả lại cho ngươi. Khổng sư nói. Cũng được. Trương Huyền không có quá nhiều do dự, mở dây chuyền ra, tiện tay ném tới. Nhận lấy dây chuyền, mắt Khổng sư sáng lên, mỉm cười, thu vào chữ vật giới chỉ, tiếp tục nói. Xin mời. Đi về phía trước một bước, Trương Huyền lần nữa ngừng lại, lộ ra một tia lo lắng. Mất đi thư viện, ta không có sao chứ. Thư viện đã cùng hắn dung hợp lại với nhau, tuy đối phương lời thề son sắt, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Nhìn bộ dáng ta bây giờ, liền hẳn phải biết, không có việc gì. Khổng sư nói, ta mất đi thiên đạo trật tự, không phải cũng sống rất tốt sao. Dừng lại một chút, Trương Huyền lại không lo lắng, nhẹ nhàng đi tới trên hỏa diễm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta sẽ cố định ngươi ở phía trên, yên tâm, chỉ là vì phòng ngừa thiên đạo phản phệ. Thấy hắn rơi lên trên, Khổng sư thở phào nhẹ nhõm, lăng không chảo một cái. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại hạ xuống từ trên trời, đồng thời một cái xích sắt giống như thần điện triệt để bao phủ Trương Huyền, chăm chú khóa ở trên tế đàn, khẽ động cũng không thể động. Không nghĩ tới còn muốn khóa bản thân lại, Trương Huyền nhíu mày. Bắt đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Khổng sư vạch một cái tế đàn xuất hiện ở dưới chân hắn, một đám lửa thiêu đốt ra, bao phủ hắn. Không đúng, ngươi đây là muốn thư viện của ta, cướp đoạt đến trong cơ thể ngươi. Nhìn thấy động tác của đối phương, Trương Huyền chỗ nào vẫn không rõ, thân thể siết chặt, nhịn không được nói. Hiện tại biết đã chậm. Cười lạnh một tiếng, Khổng sư lẩm bẩm, chú ngữ tối nghĩa vang lên lần nữa, hỏa diễm trên tế đàn càng ngày càng chói mắt. Vì cái gì, ngươi không phải nói, thiên đạo sẽ ảnh hưởng bản thân, cuối cùng biến thành khôi lỗi ư? Vùng vẫy vài cái, phát hiện bị triệt để vây khốn, căn bản không có cách chạy trốn, Trương Huyền nổ đom đóm mắt. Là sẽ ảnh hưởng bản thân, chẳng qua, không có thứ này, thế nào thành tựu cao hơn? Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ rằng, dựa vào thiên phú con người, có thể thành tựu thần linh chân chính? Phá vỡ giới vực ràng buộc, đi vào thần giới. Khổng sư cười lạnh. Đừng nằm mơ. Trương Huyền yên lặng. Khổng sư khẽ nói. Ngoan ngoãn cho ta thiên đạo có thiếu, lúc trước ta lưu lại một đạo ý niệm ở Hư Ngô Cung, muốn bắt ngươi tới tước đoạt, thời điểm đó ngươi cực kỳ nhỏ yếu, làm những sự tình này rất dễ dàng, đáng tiếc bị Lạc Nhược Hy phá hủy. Hư Ngô Cung. Trương Huyền sững sờ, trí nhớ lúc trước hiện lên ở trong óc. Lúc trước Hư Ngô Cung, ở trong thủy tinh cầu gặp được Khổng sư lưu lại ý niệm, cho mình một lời khuyên, còn chưa nói xong, liền giơ bàn tay lên. Lạc Nhược Hy gọi bản thân lại, làm cho ý niệm của đối phương sụp đổ. Lúc đó liền cảm thấy, nàng là cố ý, nhưng xuất phát từ tin tưởng, không tiện hỏi nhiều. Hiện tại xem ra là cứu mình. Nếu không đánh thức bản thân, vô cùng có khả năng lúc đó liền bị vị trước mắt này tách ra thiên đạo thư viện. Dù sao ý niệm đi vào thủy tinh cầu, muốn tách ra còn rất dễ dàng. Nếu thực như thế, kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được. Lấy tu vi khi đó. Làm không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mời xem chương 1087, Khổng sư khuyên. Nói như vậy, tiên sứ cổ thánh tứ trọng ở Côn Hư Cảnh, là người của ngươi. Rõ ràng những thứ này, một ít ký ức tràn vào trong đầu, Trương Huyền nhìn không được nói. Tại Côn Hư Cảnh, trong không gian gấp của chư tử Bách Gia, một cổ thánh tứ trọng từ thượng thương đi xuống, lúc đó đối phương nói chính là tông chủ. Về sau biết sáu đại tông môn. Một mực nghi ngờ, có phải người Lăng Vân kiếm hay không, về sau phát hiện cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, về sau hoài nghi tới Trục Tinh Cung, phát hiện cũng quan hệ không lớn, giờ phút này mới hiểu được, có thể là người của Thông Thần Điện. Bởi vì Khổng sư từ danh sư đại lục tới,
nhất định biết lối đi này ở nơi nào. Đây cũng là vì cái gì tiên sứ kia nhìn thấy Khổng Thi Giao, muốn có được huyết mạch của nàng. Người sau nắm giữ huyết thống tinh thuần nhất của Khổng Sư, một khi bị đối phương đạt được, thiên phú khẳng định sẽ trở nên cực kỳ cao minh, cũng sẽ được vị trước mắt này coi trọng. Không sai, ta một mực phái người bảo vệ lối đi kia. Khổng Sư cũng không phủ nhận. Bên kia thông đạo, đều là học sinh cùng hậu bối của ngươi, ngươi không màng sống chết của bọn hắn. Trương Huyền vẫn khó tin. Vị trước mắt này, thời điểm ở danh sư đại lục, vì phòng ngừa linh khí thượng thương hạ xuống, tránh khỏi thương tổn cực lớn, không tiếc dùng thi thể học sinh trấn áp, càng làm cho chư tử bách gia trấn thủ ở không gian gấp, không cho phép ra ngoài. Làm như vậy, chính là vì nhân tộc, có thể phát triển tốt hơn. Vì sao sau khi đến thượng thương, lại phái người đi xuống, thậm chí không tiếc chém giết Khổng Thi Giao? Đối phó bản thân, có thể lý giải, dù sao thiên đạo có thiếu, phối hợp thêm thiên đạo trật tự, coi như không phải thiên đạo hoàn chỉnh, khẳng định cũng không kém nhiều. Chỉ cần vị trước mắt này gom góp, khẳng định có thể xung kích cảnh giới cao hơn, có lẽ có thể trực tiếp phá vỡ thượng thương ràng buộc, đi vào thần giới. Nhưng hậu bối của mình, cùng hậu bối của các đệ tử, tất cả đều không quan tâm. Vạn thế chi sư ở danh sư đại lục trách trời thương dân, lòng dạ như thánh, làm sao đến thượng thương biến hóa nhiều như vậy? Hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Ngươi, không phải Khổng Sư. Trương Huyền híp mắt lại nói. Hết chương 3718. Chương 3719. Khổng Sư chạy trốn. Đương nhiên là Khổng Sư. Khổng Sư không còn nho nhã trước đó, nhìn qua mang theo dữ tợn cùng hùng hổ dọa người. Vì cái gì không phải? Ngươi ngược lại nói một chút, ta chỗ nào không phải? Khổng Sư lòng dạ vạn tượng, làm sao có thể làm ra loại sự tình như ngươi? Trương Huyền lắc đầu. Mặc dù không có thực sự gặp được Khổng Sư, nhưng nghe qua sự tích của hắn, từ danh sư đường cùng nhau đi tới, cảm thụ qua lực lượng của hắn, ngụy trang nhất thời không tính là gì, nhưng tuyệt đối không có người có thể ngụy trang một thế. Giang Biệt Hạc cũng không làm được. Lòng dạ vạn tượng, ha ha, giết ngươi, tất cả mọi người vẫn như cũ sẽ cảm thấy ta lòng dạ vạn tượng. Khổng Sư cười lạnh, cũng không nói nhảm, chú ngữ trong miệng tăng tốc, hỏa diễm trên tế đàn tựa hồ muốn toàn bộ nuốt mất Trương Huyền. Ta vẫn cho là, ngươi là thần tượng đáng giá ta cả một đời tôn kính, không nghĩ tới chân chính gặp mặt, không chịu được như thế. Trương Huyền ở dưới hỏa diễm thiêu đốt, cũng không bối rối, mà lắc đầu lộ ra vẻ tiếc hận. Thư viện của ngươi, lập tức sẽ xuất hiện ở trên người của ta, mà ngươi sẽ bởi vì mất đi khống chế đối với thiên đạo, gặp phải thiên đạo nghiền ép, thịt nát xương tan. Đây cũng là lần cuối cùng ngươi cảm khái. Khổng Sư không để ý lắm nói. Đối phương tu luyện thiên đạo công pháp, có thiên đạo thư viện che chở, có thể bảo đảm không chịu đến tổn thương, một khi thư viện thoát ly, sẽ lập tức gặp phải quy tắc nghiền ép, sống sót. Làm sao có thể? Một lần cuối cùng, cái này cũng không nhất định. Một thanh âm thở dài nói. Khổng Sư sững sờ, hắn thấy rõ ràng, Trương Huyền trong hỏa diễm không mở miệng, thanh âm kia từ chỗ nào mà tới. Vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một Trương Huyền khác xuất hiện ở cách đó không xa. Mang theo thất vọng nồng đậm. Cho tới nay, đều lấy Khổng Sư làm mục tiêu cùng thần tượng, không nghĩ tới nhìn thấy chân thân, phẩm hạnh cùng tính cách vậy mà như thế. Ngươi, ngươi, không nghĩ tới, vậy mà lại toát ra một vị Trương Huyền, Khổng Sư tràn đầy khó tin. Thần điện một mực muốn bắt ta, ta tiến vào bên trong, làm sao có thể không có chuẩn bị. Đây chẳng qua là phân thân của ta mà thôi. Trương Huyền lắc đầu. Thông Thiên Kiều tính toán đi tìm thần điện. Ngay cả bản tôn cũng giấu ở trong không gian giới chỉ có phân thân ra ngoài. Cũng chính vì vậy, thời điểm Khổng Sư dẫn hắn xuyên toa không gian, mới có thể bị đè bẹp mà lông tóc không tổn hao gì. Còn vừa rồi sử dụng thư viện, khí tức màu xám trong cơ thể tăng thêm, chỉ là mượn lực lượng của vu hồn. Làm tốt ngụy trang, nghe theo đối phương an bài, chỉ muốn tìm tới đáp án, kết quả đáp án chân chính xuất hiện, vô cùng đau lòng. Rất tốt, rất tốt. Không hổ là người thiên đạo lựa chọn. Không có đơn giản như vậy, xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Khổng Sư hiểu được. Chẳng qua bản tôn đã xuất hiện, vậy cũng chớ đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lúc này, còn có thể thuận lợi rời đi. Ầm ầm, nhẹ nhàng bước ra một bước, Khổng Sư từ trong hỏa diễm đi ra, khí tức cường đại, ở trong đại điện khuấy động, giống như không gian cũng không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn ở thần điện. Một chiêu liền chống lại 8 vị ngụy thần cảnh,
thực lực mạnh mẽ hơn Trương Huyền không chỉ một lần. Ta dám ra đây, tự nhiên không muốn nhanh như vậy rời đi. Trương Huyền lắc đầu nói. Dù sao cũng phải động thủ, cuối cùng ta muốn hỏi. Thần điện, có phải đã rơi vào trong tay ngươi hay không? Từ phù trầm tử, đến hư ảnh thần điện chi chủ trước đó, khắp nơi đều có hình bóng của vị trước mắt này. Thần điện chi chủ, cùng võ sĩ thần điện trước kia, đã bị ta giết sạch sẽ, bọn họ là đao phủ của thần giới khống chế thượng thương, chết chưa hết tội. Ta chỉ vì thượng thương tìm kiếm đường ra mà thôi, ta không sai, chưa hề làm sai. Hiện tại bất luận thần điện hay thông thần điện, đều ở dưới ta khống chế. Coi như ngươi không ở nơi này, cũng chạy không thoát ta đuổi giết. Khổng sư nghiến răng. Cái gọi là hư ảnh thần điện chi chủ, là hắn, bắt đi Đỗ Thanh Diên cũng là hắn. Mục đích đúng là vì cướp lấy thiên đạo thư viện của Trương Huyền, trở thành đồ vật của mình. Ta không có vấn đề khác. Trương Huyền không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía phân thân. Còn không mau đi ra. Biết rồi. Phân thân nhẹ nhàng run rẩy, giống như bột mì mềm mại, sau một khắc, đã từ trong xích sắt chui ra, rơi vào trước mặt Trương Huyền. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể thả ra ngoài, huyệt đạo toàn thân gào thét, vậy mà giống như Khổng Sư, cũng đạt tới ngụy thần cảnh. Phần phật. Ngay sau đó, Huyền Bối Quy, ba huynh đệ Giao Sa, đám thú Giao Long, cùng với tất cả vũ khí trong tay, tất cả đều bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Rất tốt. Át chủ bài quả nhiên đủ nhiều. Khổng sư cười nhạt một tiếng. Chẳng qua đối mặt ta, còn chưa đủ nhìn. Trong lời nói, hắn bước ra một bước, lật bàn tay đè ép, Huyền Bối Quy, ba huynh đệ Giao Xa cùng với đám thú Giao Long, lập tức kề sát ở trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Đồng dạng là ngụy thần, những thú sủng này cùng hắn tỉ thí, kém quá nhiều. Trong mắt ngươi, bọn chúng không đáng chú ý, trong mắt ta, ngươi cũng không tính được cái gì. Phân thân cười nhạo. Vừa đến trước mặt, nắm đấm nâng lên, trực tiếp đập qua. Bành bành. Cùng Khổng sư đối chiến chung một chỗ, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn. Cùng cấp bậc, Trương Huyền cũng đánh không lại phân thân, giờ phút này hắn tấn cấp đến ngụy thần cảnh, so với Khổng sư, vậy mà cũng không hề yếu, lại thêm bất tử thân, cho dù Khổng sư mạnh mẽ vô song, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Người một phân thân, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liên tục đối chiến mấy chiêu, Khổng sư khó tin. Từ khi đối phương đi vào thượng thương, hắn liền chú ý, tuy mấy lần vây chặt không có thành công, nhưng thực lực chân chính, đến cùng thế nào đều biết rất rõ ràng. Lúc nào toát ra một phân thân, hơn nữa cường đại như vậy. Hắn sống mấy ngàn tuổi, sớm đã đứng ở đỉnh phong nhất của thượng thương, không người có thể địch, nếu không cũng không có khả năng đổ sát sạch sẽ cường giả thần điện, bản thân thay vào đó. Nhưng dù cho như thế, cũng thắng không nổi phân thân này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng một chỗ vây công. Không thèm để ý hắn khiếp sợ, ngón tay điểm ra, mở ra trận pháp áp chế ở bốn phía, tất cả tiên thú ngụy thần cảnh lần nữa đứng dậy. Ầm ầm. Tám tiên thú ngụy thần cảnh, hơn 10 vũ khí ngụy thần cảnh, tạo thành đại trận đồng loạt tấn công tới, Khổng sư vốn cùng phân thân đánh khó bỏ khó phân, lúc này sao có thể chặn lại nhiều cường giả như vậy tấn công? Chỉ thoáng cái, liền bị đánh trúng ngực, bay ngược ra ngoài, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất. Giết hắn. Một chiêu đắc thủ, phân thân lần nữa lao đến, lại một quyền đánh mà tới. Lực lượng thâm trầm, tựa như muốn nghiền nát không gian. Nếu không phải ta bị hắn chấn áp mấy ngàn năm, còn không có triệt để khôi phục, lại thêm phân ra lực lượng giải phong thần điện, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể làm tổn thương ta. Hừ, dù vậy đây là địa bàn của ta, muốn giết ta. Không có cửa đâu. Hô! Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Khổng sư trong nháy mắt xé toang không gian, biến mất tại nguyên chỗ, đại điện trống không, lại không còn nửa điểm tung tích. Đi mau! Thấy hắn biến mất, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, bàn tay lớn khẽ vỗ. Vũ khí cùng tiên thú tất cả đều biến mất, sau một khắc, cả người cũng biến mất tại nguyên chỗ, đi vào chữ vật giới chỉ của phân thân. Hô! Phân thân vội vàng xông lên trời. Nơi này là chỗ bạc nhược của toàn bộ trận pháp, vừa rồi ý niệm giao lưu, bản tôn đã nói cho hắn biết. Vừa tới đến trước mặt, còn không có triệt để rời đi, đại điện liền nổ tung lên, lực lượng khổng lồ khuấy động ra, thiên địa đều muốn xé rách. Phân thân còn không có rời đi, bị một vết nứt không gian đen kịt chém thành hai nửa. Hô! Bùng nổ kết thúc, hai nửa phân thân nối liền cùng một chỗ, tiếp tục phi hành.
Cũng may mắn là hắn, đổi lại Trương Huyền, chỉ lần này liền không chịu nổi, trực tiếp chết. Trong sào huyệt vậy mà bố trí trận pháp hủy diệt, đủ hung ác. Trương Huyền xuất hiện ở trước mặt phân thân, nhìn về phía trước mắt, không gian tựa như phế tích, da đầu run lên. Vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, trực tiếp đi vào trong chữ vật giới chỉ, khả năng lần này đã theo không gian trước mắt mất đi. Tìm xem, nhìn hắn đi nơi nào, ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy trốn. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Phân thân gật đầu, nhìn bốn phía. Kèm theo đại điện bùng nổ, tổng bộ thông thần điện cũng hủy hoại không sai biệt lắm, bốn phía trống rỗng, cũng không biết là trước kia không có người, hay đã tử vong toàn bộ. Chỉ sợ đã chạy trốn. Dạo qua một vòng, cũng không tìm được Khổng Sư, phân thân đi tới trước mặt nói. Thực lực của Khổng Sư rất mạnh, nhưng một phân thân liền không kém nhiều, lại phối hợp thêm nhiều ngụy thần cảnh như vậy, quả thực rất khó thắng được. Cho nên sau khi dẫn nổ đại điện, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không có phát hiện khí tức của đối phương, có lẽ giống như phân thân nói, thật đã chạy trốn. Chỉ là Khổng Sư sẽ trốn, đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là Vạn Thế Chi Sư, danh sư đại lục đệ nhất nhân chân chính, vài vạn năm lịch sử, cũng không có người dám xóa bỏ. Chân chính nhìn thấy, vậy mà hắc hóa, hơn nữa còn là bộ dáng này. Đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí tin tức này truyền trở về mà nói, chỉ sợ danh sư Đường cùng chư tử Bách gia sẽ lấy tội bán bổ thánh sư, lập tức xem hắn như địch nhân lớn nhất. Dây chuyền của ngươi. Phân thân nhìn qua. Khổng Sư chạy trốn, nhưng dây chuyền còn ở trong tay hắn. Đó là giả, thật ra thì sau khi Phù Trầm Tử xuất hiện, ta liền nghi ngờ, thông thần điện có vấn đề. Nếu không cũng không có khả năng để ngươi thay thế ta đi thần điện. Trương Huyền cười cười. Từ Phù Trầm Tử bắt đầu, hắn liền nghi ngờ Khổng Sư, tuy không dám nói ra, nhưng trong lòng có suy đoán, đã như vậy, sao có khả năng cho đối phương dây chuyền thật. Thứ này, thời điểm Lạc Nhược Hy cho hắn, dặn đi dặn lại, không thể lấy xuống, hắn còn không đến mức ngốc như vậy, vì dẫn dụ đối phương mắc lừa, thật tặng người. Giả, có thể lừa gạt được Khổng Sư. Phân thân sững sờ. Chuyện này, hắn cũng không biết, vì bản tôn không có giao lưu qua. Hình như sự tình liên lụy đến Lạc Nhược Hy, bản tôn đều không cùng hắn cộng hưởng tin tức. Ta cũng rất tò mò, hiện tại xem ra, chắc là hắn không biết dây chuyền kia từ đâu mà tới, lại có uy lực gì à? Trương Huyền lắc đầu. Nói thật, dây chuyền giả kia chứa đựng chính là tinh huyết của hắn, vốn cho rằng lừa gạt không qua, không nghĩ tới đối phương không nhìn ra. Xem ra đối phương khống chế thiên đạo trật tự, cũng không thể giống như thư viện, có thể giám định đồ vật là thật hay giả cùng thiếu hụt. Ngay thời điểm nghi ngờ, một thanh âm vang lên. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Nói chuyện chính là Ngoan Nhân. Cái gì? Trương Huyền cau mày. Hắn, không phải Khổng Sư chân chính. Ngoan Nhân nói. Hết chương 3719. Chương 3720. Tế đàn tác dụng. Trương Huyền cau mày. Khí tức linh hồn hoàn toàn tương đồng, lý giải võ kỹ đạt đến cấp bậc thiên đạo, cùng cấp bậc chiến đấu vô địch. Từ sâu trong nội tâm. Hắn cũng không tin vị này là Vạn Thế Chi Sư mình sùng bái. Nhưng vô luận từ chỗ nào, đều nhìn không ra sơ hở. Khí tức linh hồn tương đồng, có lẽ có thể ngụy trang, nhưng lý giải võ kỹ, sức chiến đấu cùng cấp bậc, tuyệt đối ngụy trang không được. Vừa rồi nếu không phải phân thân đột phá ngụy thần, lại thêm nhiều ngụy thần như vậy trợ giúp, căn bản không có khả năng chiến thắng. Nói cách khác, sức chiến đấu cùng cấp bậc của đối phương, so với hắn tu luyện thiên đạo công pháp, chỉ mạnh không yếu. Không phải hắn, ai có thể làm được. Huống chi, thiên đạo thư viện dò xét không ra thân phận chuẩn xác của đối phương, loại trừ vị siêu cấp cường giả này thu được thiên đạo trật tự, thì ai có thể ở dưới thư viện ẩn nấp được. Ta cả đời cùng Khổng Sư giao thủ qua vài lần, hắn là hạng người gì, biết rất rõ ràng, vị trước mắt này, dù hình dáng tương đồng, khí tức linh hồn tương đồng, nhưng tuyệt không phải hắn. Hơn nữa, nếu như là hắn, ngươi cảm thấy, chỉ bằng phân thân cùng những tiên thú này, thật có thể đánh bại. Ngoan Nhân nói. Trương Huyền nói không ra lời. Dựa theo sự tích của Khổng Sư trước kia, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, lại đến mười mấy ngụy thần, chỉ sợ thật khó mà thành công. Năm đó, ta bắt một đệ tử của hắn, hắn hoàn toàn có thể giả bộ như không biết, nhưng biết rõ nguy hiểm, lại việc nghĩa chẳng từ nan. Biết hẳn phải chết, nhưng vì đệ tử, lại hào hiệp đi tới,
mặc dù là đối thủ cả đời của ta, cũng cực kỳ khâm phục, chắc chắn sẽ không làm ra hành động như vậy. Ngoan nhân nói tiếp, thiên đạo có thiếu là rất cường đại, nhưng thiên đạo trật tự cũng không hề yếu. Nếu như ngay cả chút đạo tâm ấy cũng không có, làm sao hưởng danh vạn thế mà bất diệt? Trương Huyền gật đầu. Có thể để cho Khổng Sư thành tựu lớn như vậy, thiên đạo trật tự, không thể bỏ qua công lao. Đã có một bộ phận thiên đạo, chạy tới cướp bản thân, làm không cẩn thận sẽ bị thiên đạo đồng hóa, chết tại chỗ. Thật sự là Khổng Sư mà nói, làm sao không biết. Ngay cả mình cũng có loại định lực này, sẽ không hâm mộ người khác, đối phương khẳng định cũng có. Nhưng nếu không phải Khổng Sư, thì là ai? Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, nhanh cứu Đỗ Thanh Diên ra, có lẽ nàng có thể biết nhiều bí mật hơn. Vừa rồi tế đàn đã bị vị Khổng Sư kia mang đi, nơi này cũng không có đồ vật lưu luyến, Trương Huyền tìm được cửa vào không gian gấp, rời khỏi cái gọi là tổng bộ thông thần điện, lúc này mới phát hiện, vậy mà cách tiếp thiên thạch không tới 100 cây số. Khoảng cách gần như thế, sáu đại tông môn một mực không có người phát hiện, ẩn tàng quả thực đủ sâu. Dọc theo tiếp thiên thạch, đi lên đỉnh, quả nhiên thấy thông thiên kiều đã biến mất không thấy gì nữa, thần điện xa xôi lần nữa biến mất ở trong trời đêm, tìm không thấy tung tích. Tông chủ, ngươi không có việc gì. Thấy hắn xuất hiện, đám người Khôi Hiểu, Hàn Kiếm Thu đều khó tin. Thông thiên kiều lùi về, đám người Hồng Vũ trưởng lão đã tấn cấp ngụy thần trở về, nhưng Thủy Chung không có thấy Trương Huyền, còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm, triệt để không về được, không nghĩ tới, hắn không ở phương hướng thần điện. Ngược lại từ dưới tiếp thiên thạch bay tới. Nói rất dài dòng, Bạch Huyền Sinh cùng Cốc Truy Vân đâu? Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền nói. Hai gia hỏa này đầu nhập vào thông thần điện, giờ phút này vậy mà mất tung tích, không biết đi nơi nào. Các ngươi đi vào thông thiên kiều không lâu, bọn họ liền rời đi, đi cực kỳ vội vàng, cụ thể đi đâu, cũng không rõ ràng. Hàn Kiếm Thu nói. Không lâu. Trương Huyền cau mày. Xem ra đối phương hẳn là thông qua phương pháp đặc thù gì, biết mình chém giết thiên tài của bọn họ, trước thời hạn chạy mất. Đã qua hơn 10 giờ, còn muốn tìm, hẳn là không tìm thấy. Các ngươi có biết, trừ thông thiên kiều, làm sao mới có thể đi vào thần điện không? Trương Huyền hỏi. Mấy người đồng thời lắc đầu. Nếu biết, cũng không đến mức trăm năm chờ một lần. Khẳng định trừ thông thiên kiều, còn có thông đạo khác. Trương Huyền suy nghĩ. Khổng Sư đã có thể đồ diệt người thần điện, toàn bộ đổi thành người thông thần điện, giải thích rõ khẳng định có phương pháp đi vào thần điện, mà không phải thông qua cầu nối. Nếu không, mỗi lần cầu nối chỉ xuất hiện một ngày, về thời gian không kịp. Thông thiên kiều biến mất, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, đám người Trương Huyền từ tiếp thiên thạch bay xuống, còn không có trở lại mặt biển, một thần tiến lên đón. Vì không bày ra thực lực, hắn cũng không cùng đám người trèo lên đỉnh. Mà một mực chờ đợi ở đây. Đỗ cung chủ có cùng ngươi đề cập qua sự tình cách khác đi vào thần điện không? Trong lòng hơi động, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Đám người Hàn Kiếm Thu không biết, có lẽ Đỗ Thanh Diên biết, một thần đi theo đối phương rất lâu, hẳn có thể biết một ít. Không có đề cập qua. Một thần lắc đầu. Trừ thông thiên kiều, nàng hẳn cũng không biết loại phương pháp nào mới có thể đi vào thần điện. Trương Huyền cười khổ. Xem ra vẫn là hy vọng quá lớn. Quả thực đừng nói một thần, Đỗ Thanh Diên khẳng định cũng không rõ. Nếu không, Trục Tinh Cung đã sớm trở thành đứng đầu sáu đại tông môn, cũng không đến mức bị thông thần điện tấn công, mà không có lực phản kháng chút nào. Cái kia, trừ Phiêu Miễu Ngoa, không biết còn có phương pháp gì có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn về phía đám người Hàn Kiếm Thu. Khổng Sư giả từ thần điện mang hắn ra, mượn Phiêu Miễu Ngoa xuyên toa không gian, đến tổng bộ thông thần điện. Nếu như có thể tìm tới đồ vật tương tự, có lẽ cũng có thể ở trên tiếp thiên thạch xuyên qua bình chướng thần linh lưu lại, lần nữa đi vào thần điện. Xuyên toa không gian. Nghe nói chỉ có đến cảnh giới thần linh, mới có thể làm được. Đám người Hàn Kiếm Thu nói. Thần linh. Trương Huyền lắc đầu. Thượng thương có thể xuất hiện thần linh chân chính, đoán chừng vị Khổng Sư này đã sớm làm được, không có khả năng còn ở đây cướp đoạt thiên đạo thư viện của mình. Đã trải qua thông thiên kiều cùng danh sư đại lục, hắn biết, cũng không phải vấn đề thiên phú, hẳn là thế giới này, đồng dạng thiếu hụt một loại vật chất đặc thù có thể để người ta tấn cấp thần linh. Không có thứ này, cho dù đến ngụy thần đỉnh phong, thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng thành công. Cho nên thành tựu thần linh, mới có thể xuyên toa không gian, đáp án này, đối với hắn mà nói, tương đương vô dụng.
thời điểm hắn tràn đầy bất đắc dĩ, không biết làm sao mới có thể tìm được thần điện, cứu Đỗ Thanh Diên trở về, một giọng nói vang lên. Ta biết một phương pháp, ngược lại có thể làm được. Nói chuyện là Ngột Thần. Nói nghe một chút. Trương Huyền vội vàng hỏi. Ngột Thần nói. Xuyên toa không gian, dưới tình huống bình thường, quả thực không có cách nào làm được, nhưng mượn lực lượng tế tự, có thể hoàn thành, lúc trước tiểu thư chính là mượn loại lực lượng này, liên tục xuyên qua hai đại thế giới. Trương Huyền vỗ trán. Làm sao không nghĩ tới điểm ấy? Bàn về xuyên toa không gian, cái gì có thể vượt qua dị linh tộc tế tự? Lạc Nhược Hy thân là linh thần, cũng dùng loại phương pháp này xuyên qua hai thế giới, chỉ ở cùng một thế giới mà nói, khẳng định cực kỳ đơn giản. Ngột Thần tiếp tục nói. Có điều, muốn sử dụng loại xuyên qua này, cần hai địa phương đều có tế đàn, một bên thông qua tế tự, có thể đưa người đến một bên khác. Ở danh sư đại lục, thời điểm bắt người đeo mặt nạ đồng xanh, hắn liền sử dụng qua loại tế đàn này, nhẹ nhõm từ một chỗ, truyền tống người đến một chỗ khác. Nếu là như vậy, có lẽ thật có thể, không dùng thông thiên kiều cũng có thể nhẹ nhõm đi vào thần điện. Trương Huyền nói. Mặc dù không biết vị khổng sư kia chạy tới chỗ nào, nhưng vì an toàn, 89 phần 10 sẽ lần nữa trở lại thần điện. Chỉ cần hắn trở về, tế đàn cũng đến thần điện, hoàn toàn có thể sử dụng loại phương pháp truyền tống này, tế tự bản thân đến thần điện. Về Trục Tinh Cung. Không chần chờ nữa, cấp tốc trở lại Trục Tinh Cung. Tìm tới Giang Giao trưởng lão. Đây là tế đàn trước đó ta ngụy trang thành cung chủ sử dụng. Lấy tế đàn ra. Giang Giao trưởng lão mang đủ loại bảo vật tế tự cần có. Tuy nàng chỉ là trưởng lão phổ thông, nhưng đối với tế tự biết rất nhiều, thời gian không dài, bảo vật thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng đặc thù lan ra ra. Trương Huyền đi vào trên tế đàn, một lát sau, bảo vật thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hắn cũng không bị truyền tống rời khỏi, vẫn đợi tại nguyên chỗ. Xem ra, chỉ có chấn tông chi bảo kia, mới có thể truyền tống vào, tế đàn khác, tiến hành một ít tế tự nhỏ còn được. Lớn không làm được. Lại thí nghiệm một lần, Giang Giao trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bị khổng sư giả mang đi tế đàn kia, là chấn cung chi bảo của Trục Tinh Cung, có năng lực đặc thù. Tế đàn còn lại trong môn phái, tiến hành một ít tế tự nhỏ còn có thể, muốn truyền tống một tiên quân đỉnh phong đến địa phương không biết tên, hơn nữa thông qua bình chướng thần linh lưu lại, khẳng định là không làm được. Cái tế đàn kia vô cùng có khả năng ở thần điện. Trương Huyền bất đắc dĩ. Nếu có thể tìm được, sẽ không đến mức bị động như thế. Nhưng những tế đàn phổ thông này không làm được, xem ra phương pháp tế đàn truyền tống cũng vô ích. Thiếu gia, tế đàn phổ thông không thể, nhưng nếu như có thể trở về danh sư đại lục, cầm tới tế đàn của linh tộc, hẳn là có thể dễ dàng làm được. Ngột Thần xen vào nói. Tế đàn linh tộc ở danh sư đại lục. Trương Huyền sững sờ. Đúng a, cái tế đàn này. Có thể để cho Lạc Nhược Hy từ Thượng Thương đi vào danh sư đại lục, cấp bậc khả năng không bằng của Trục Tinh Cung, nhưng công hiệu không kém chút nào. Nếu có thể lấy về, thông qua tế tự, hoàn toàn có thể câu thông tế đàn đối diện, truyền tống bản thân đến thần điện. Chỉ là, cái tế đàn này, vẫn còn ở danh sư đại lục, làm sao mới có thể lấy về? Lúc trước Lạc Nhược Hy tiến vào bên trong, là đối diện tiến hành tế tự mới thành công, dù vậy sau khi đi vào danh sư đại lục. Tu Vi từng một lần rơi xuống tới thánh vực sơ kỳ. Mình bây giờ chỉ là tiên quân đỉnh phong, coi như biết tế đàn đối diện có thể sử dụng, cũng không cách nào lấy được. Thật ra thì, muốn trở về cũng không có phức tạp như vậy. Biết ý nghĩ của hắn, Ngột Thần nói. Trương Huyền cau mày. Ngột Thần suy nghĩ phút chốc nói. Thời điểm linh thần tới, thông đạo từ Thượng Thương đến danh sư đại lục là phong kín, trên cơ bản không cách nào thông qua, nhưng sau khi Xuân Thu Đại Điển xuất hiện, thời gian không gian xuất hiện thay đổi, thông đạo đã xuất hiện vết rách. Thời điểm thiếu gia tới lại quán thông, chỉ cần có thể tìm được thông đạo lúc ngươi đến, trở về không khó. Hết chương 3720. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.